chương 1 Thứ nhất dọc thủy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Leticia nếu biết chính mình sẽ bị hải tặc bắt đi, nhất định bên người mang theo lan nha bổng. Nàng còn nhớ rõ hoàng cung chuyển nhà hôm nay như là muốn hạ mưa to, thiên âm u giống như quái thú, nhưng mà hết thảy này đều như là ở vì cái kia nam nhân xuất trướng làm chuẩn bị. Thuyền cập bờ Cùng với thủy triều phập phòng thanh âm, một con thuyền màu ngân bạch cự luân chậm rãi ngừng ở bến tàu biên. Một lát sau, một đám mặc áo lóc áo trong lao công theo trên sàn tàu đi xuống dưới, theo thứ tự xếp hàng đứng ở trên bờ cát. qua wow, đây là bước trên thực địa cảm giác. Thật sự cùng trên thuyền không giống với." Một cái lao công ngạc nhiên xem xét dưới chân các đất, hắn dùng lực đặn đặng, bước ra vài cái nhợt nhạt dấu chân. Bên cạnh đồng bạn nhìn hắn kia phó xuẩn dạng cười ha ha đứng lên không từng trải việc đời thôi, nơi này nhưng là toàn thế giới cuối cùng một khối thổ địa, không phải người bình thường có thể đi lên. Nhưng là qua mấy tháng cũng nhìn không tới. Vù vù gió biển thổi phất này khối chỉ có mấy km trưởng tiểu đảo, đúng là giữa trưa nóng nhất thời điểm, nóng cháy ánh mặt trời không lưu tình chút nào chích nướng đại địa, trên đảo mấy khỏa dừa thụ quả thực no đủ, lại không ai dám đi hái một cái ăn. Nơi này chỉ có một tòa kiến trúc. Lịch đại hoàng đế đền đại ngoài hoàng cung tường là màu trắng chuyên ngõa mặt trên đi mảng dây mây mỗi một cái cửa sổ cách đều được khảm có xinh đẹp vỏ sò cùng đá quý theo bậc thềm tiếp theo thẳng kéo dài đi ra ngoài đều là sang bằng màu trắng chuyên chiếm cứ cả tòa đảo diện tích bề mặt thất thành lao công nhóm liền đứng lại còn lại các đất thượng bọn họ lẫn nhau châu đầu ghé tai mỗi người đều là vẻ mặt tò mò ta năm năm trước đi theo thủ lĩnh công đội đến tu sửa qua đại hoàng cung Na hội mặt biển còn chưa có như vậy cao. Nói chuyện người nọ lấy thủ khoa tay múa chân một chút, hiện tại còn lại diện tích cũng liền thừa phía trước 2 phần 3 thôi. Ngàn năm trước nhân loại sẽ không nghĩ đến, nhà ấm hiệu ứng tăng lên sau, đại lục bị băng sơn dung thủy bao phủ, chỉ dư núi cao cao nguyên trở thành lục địa. Phần đông dân cư không chỗ ở lại, chỉ có thể kiến tạo vĩ đại đảo nổi, trở thành phiêu bạc ở trên biển thủy dân. Thành thị, đồng ruộng, Trừng rậm toàn bộ biến mất, công nghiệp hóa tiến trình hoàn toàn phá hủy, thiên nhiên đồi bại nhân loại vô lực nghịch chuyển, đến cuối cùng còn sót lại hoàng đô còn lưu lại cuối cùng một tòa tiểu đảo, cái này trở thành toàn thế giới trân bảo. Bên bờ đại ca nô ngừng một hồi lâu, lao công nhóm mới bắt đầu chậm rãi ở người hầu chỉ huy chuyến về động, có bắt đầu dỡ bỏ cung điện từ ngoài trang sức, có tiến vào trong điện chuyển này nọ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy một đầu cái bàn cẩn thận một chút đừng đánh vỡ này đều là vô giá lỗi thời một trương trương tinh xảo sang quý gia cụ theo này đóng trăm năm trong cung điện bị chuyển ra sau đó nâng đến trong khoang thuyền hoàng cung người hầu xem lao công nhóm thô lỗ động tác lại thế nào dặn cũng chỉ có thể lo lắng suông sóng biển phát trên bờ đê đập bất quá mấy mấy giờ công phu một tầng phòng đã bị chuyển không cái gì đá quý rõ ràng chính là thủy tinh mà thôi chẳng lẽ hoàng cung cũng sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Một cái ngồi xổm gốc tường dùng đao tạc cửa sổ lăng lao công nhỏ giọng nghị luận, hắn bên cạnh nhân thở dài một tiếng. Ngươi không muốn sống nữa, nhưng trong hoàng cung đại chủ giáo nghe thấy, ngươi cũng đừng tưởng hồi trên thuyền, xuống biển đi uy cá mập đi. Người nọ liền phát hoảng. Nơi này quyền lực cao nhất chẳng lẽ không đúng công chúa sao? Đương nhiên không phải. dời công việc huyên ồn ào huyên náo, sắc trời quá bán nguyên bản tin không vạn lý bầu trời bỗng nhiên bay tới vân ép tới càng ngày càng thấp giống cuồn cuộn tro bụi quy đừng nghĩ vụn trộn lấy thổ mang đi a à, nói ngươi đâu đám người bỗng nhiên xôn xao đứng lên cầm đầu một cái trên lưng bội đao nam nhân một cước đá ngã lăn ngồi trên mặt đất lao công người sau té ngã trên đất trong lòng cũng xuất một cái miệng vỡ túi bên trong chứa hơn phân nửa màu lá cọ bùn đất hẳn là mới từ thượng lấy mau sư trên người hắn có phải hay không còn trộn khác này nọ. Thượng nhân sợ hãi, hắn bị vài cái lao công ấn đầu áp trên mặt đất. Ta thật sự chỉ lấy một ít thổ mà thôi. Ta không cần, đều còn cho các ngươi. Chậm, bội đao thủ lĩnh cười lạnh, đem túi tiền lý bững lại đổ hồi thượng, đem hắn kéo xuống, quan đến đáy thuyền phao nước biển. Liền có mấy quan cánh tay nam nhân đi tới, đem thượng nhân hướng bờ biển tha đi, mặc cho hắn thế nào cầu xin tha thứ cũng không làm nên chuyện gì. Lục địa chìm nghiễm về sau, ban đầu nhân loại chẳng thèm quan tâm gì đó tự thành quý giá nhất tài nguyên, trong đó thổ nhưỡng hơn nữa được hoan nghênh, thậm chí ở mổ ta giao dịch hội thượng còn có thể thay thế được tiền làm đồng tiền mạnh. Chờ một chút. Ăn cắp thổ nhưỡng lao công nguyên bản đã buông tha cho, hắn khóc lóc nức nở vẻ mặt chật vật, lại cảm giác tha túng chính mình người đột nhiên không động đậy, trợn mắt nhìn lên, có một người tách ra đám người chậm rãi đã đi tới, dường như mỗi một chân đều đạp ở đám mây thượng. Không, nàng bản thân chính là đám mây. Thả hắn đi, thần minh nói cho chúng ta biết muốn từ bi. Này nữ hài đi đến trước mặt, nàng tự hồ ở mỉm cười, màu vàng sợi tóc che khuất nửa bên mặt gò má, khuôn mặt dường như nhiễm lên thái dương nhan sắc, dung nhan lộng lẫy lóa mắt khó có thể nhìn thẳng, hắn mạnh cúi đầu không dám lại nhìn, người bên cạnh cũng phần lớn là giống nhau động tác công chúa, ngài thật sự là nhân từ. Bên người thị nữ La ngợi nói. Leticia lắc lắc đầu, thân thủ đem cái kia lao công phù lên, bên người vây quanh nhân hơn phân nửa ở vụn trộn đánh giá nàng, lại không một người dám nhiều lời nói, e sợ cho thô lỗ lời nói hội va chạm đến vị này đế quốc công chúa tao nhã cao quý khí chất. Leticia ở trong đám người ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, quả nhiên ở lầu hai cửa sổ mặt sau thấy được đen tuyền thân ảnh, đó là này vài thập niên đến vương đô thực quyền nắm giữ giả. Lão bất tử đại chủ giáo. Ha ha! Nếu không là này xú lão đầu khống chế được binh lính, nàng nhất định phải giáo dạy hắn nhân từ này hai chữ sao, sao, viết. Nàng cứ việc trong lòng oán thầm, trên mặt lại vẫn là đoan trang thánh khiết, ở mọi người chú mục trung chân thành đi trở về hoàng cung. Nơi này luôn luôn ở lại là đế quốc hoàng đế, nhưng là quy tội con nối dòng không vượng, truyền lưu đến nay cũng chỉ còn lại có cuối cùng một vị, thả từ nhỏ liền nhận đến giam lỏng, 18 năm đến chưa bao giờ rời đi qua vương đô. Nàng tuy rằng quyền lợi cơ hồ bị thần tử mất quyền lực, nhưng theo huyết thống thượng nói tuyệt đối là duy nhất vương vị kế thừa giả. Cũng là một quốc gia cuối cùng công chúa. Đế quốc Minh Châu hiện thân nhường này đàn lỗ mãn nam nhân có một tia sao động, nguyên bản đâu vào đấy lao động cũng hỗn loạn đứng lên. Đến chạng vạn, trừ bỏ công chúa chỗ phòng, đại hoàng cung đã trống không một vật. Sở có người đều lên thuyền, bãi biển biên dân lên đóng lửa, lại không có gì khoan khoái không khí, đêm im ắng. Thị nữ La Si đứng lại phía trước cửa sổ ra bên ngoài xem. Công chúa, phía bắc giống như xuất hiện ảo ảnh. Leticia nghe vậy buông trong tay sách vỡ hỏi. Là bộ dáng gì? Là vĩ đại thuyền, nhưng là lớn nhỏ cùng hình dạng cũng không đồng. Nàng lắc đầu nói khi không phải ảo ảnh, đó là 36 cái đại thủ lĩnh đội tàu. Này thuyền quải bất đồng nhan sắc cờ xí cột buồn, vĩ đại thân thuyền hơi hơi có ngọn, lại đều im ắng không ra tiếng. Này đó trưởng quản toàn thế giới thủy quyền quân Việt đã gần trong gan tất, bọn họ mỗi một cái đều tương đương với nhất phiên vương, lại cố tình còn muốn làm ra thần phục hoàng tộc giả tượng, đi đến chỗ ngồi này sắp chìm nghiễm tiểu đảo hành hương. Mà đợi đến ngày mai Thái Dương dâng lên một khắc, nàng sẽ rơi vào trong đó một cái khoang thuyền, hoặc chung này cả đời, hoặc dục hỏa trùng sinh. Công chúa, chúng ta có thể chạy đi sao? Thị nữ La Si ngây thơ trên mặt tràn đầy ưu sầu, Leticia nhìn nàng một cái, tiểu gia hỏa này theo 7 tuổi đã bị đưa vào nàng trong phòng phụng dưỡng, tâm tư đơn thuần đắc tượng con cừu. Đừng sợ, tổng có biện pháp. Leticia sắc mặt bình tĩnh nói, trong lòng nàng cũng đã đem tương lai dự tính cái trăm ngàn lần một cái lưu vong không có quốc thổ hoàng tộc chờ đợi nàng sẽ là như thế nào tình cảnh này một đêm trên bờ các lửa trại luôn luôn tại thiêu bồi hồi ở phụ cận hải vực đội tàu cũng là càng ngày càng gần trang đầy hoàng cung trân bảo thuyền trưởng là đại chủ giáo thân tín hắn dùng kính viễn vọng đánh giá một phen khoảng cách gần nhất đội tàu trên kỳ xí tú một đôi màu bạc sông đao hắn lo lắng bọn họ cách gần như vậy sẽ không vốn định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi đại chủ giáo lần lượt sổ trong khoang thuyền tài bảo thùng hắn nghĩ nghĩ nói không cần cứng đối cứng chúng ta đánh không lại ngân đao nếu thật sự động khởi thủ đến bọn họ đưa ra điều kiện gì chúng ta đều có thể hiệp thương phải nhớ kỹ bảo toàn tiền tài quan trọng nhất vạn nhất là muốn thưởng công chúa đâu vậy cho bọn hắn nhưng là đợi hồi lâu kia đội tàu cũng bất quá vẫn là bồi hồi ở cách đó không xa dường như cùng đợi cái gì lại dường như lẳng lặng ngủ đông hắc ám giả thú. Đợi đến ngày thứ hai Thái Dương dâng lên, một cái loan loáng đạn tín hiệu phút chốc bay về phía không trung, một lát sau chậm rãi đội tàu liền theo bốn phương tám hướng chạy đi lại, lẫn nhau kề bên chi chít ma mật vây quanh đảo nhỏ một vòng. Bất đồng hoa sắc cờ xí đại biểu bất đồng thế lực phạm vi, có tỳ khí hỏa bạo thủy thủ nổ súng thăm hỏi, náo nhiệt giống như chợ. Đại chủ giáo vừa lòng xem 36 vị đại thủ lĩnh nhóm không một vắng học, Tiểu Đảo phụ cận mỗi một chiếc cự luân đều đại biểu một cái thế lực phạm vi, tràn đầy tài bảo đã ở hướng hắn vẫy tay. Hắn cúi đầu xem xét mắt như củ lẻ loi một mình đứng lại tại chỗ Liticia. Tiểu hổ giấy, đáng tiếc, ngươi liền tiếp tục ở trong khuê phòng làm phục hưng đế quốc mộng đẹp đi. Liticia hung hăng trừng mắt vẻ mặt nếp nhăn tham lam lão nhân, nàng lấy một loại bình tĩnh ánh mắt đảo qua mảng thuyền bảo vật, này đó là đế quốc hưng thịnh lịch sử cũng là suy bại ngủ say chứng kiến. Gió biển thổi khởi tóc nàng ti, là màu vàng, giống như có ánh mặt trời hòa tan ở trên người, làn da bạch đến sáng lên, xanh lam sóng mắt giống như này phiến rộng rãi hải vực, dường như muốn cho nhân thâm rơi vào. Không thẹn có đế quốc minh châu tên. Có mấy cái hoang đường đại thủ lĩnh nhảy đến bên bờ, đứng cách nàng không tính xa vị trí nói đùa giỡn, bọn họ không có gì hành lễ động tác, lẫn nhau vui đùa ầm ĩ giống chọn lựa hàng giống nhau đánh giá nàng. liticia nắm tay niết cắt gao, vương tộc cuối cùng kiêu ngạo nhường nàng không thể khóc. Ở trong tiếng huyên náo nhìn quanh một vòng, nàng đảo qua một đám thần thái không đồng nhất nam nhân, cuối cùng lưu lại ở một người trên người. Hắn thân hình cao lớn, trên người nhỏ hẹp bố y che không được đường cong rõ ràng cơ ngực, cánh tay, thắt lưng thượng đều vẽ có màu đỏ quỷ dị đồ đằng. Muốn nói lại nhất, đừng quá mức người này trên đầu đỉnh cái vĩ đại thú đồ trang sức cụ. Hai căn loan chiếc sừng hưu tinh tế thật dài, chỉnh trương thú mặt lại cùng loại lão hổ. Một chế mặt nạ che đậy toàn bộ đầu, chỉ lộ ra một viên dắt ở hắn trên lỗ tai đồng sắc linh đan. Này đội thú thủ quái nhân đứng không xa không gần, Leticia rất dễ dàng có thể theo mặt nạ khe hở nhìn đến ánh mắt hắn. Người này là chuyện gì xảy ra, vì sao luôn luôn dùng loại này ánh mắt xem nàng, cổ cổ quái quái tử biến thái nói ngươi đâu, còn xem. Sắp nhập phiếu tên sách tác giả có chuyện muốn nói. Ngụy trên biển sinh tồn hàng ngày, mất quyền lực tinh cầu, xin miễn khảo chứng đảng. Này đại khái là ta dưới ngòi bút nhan trị cao nhất nữ chủ. Chương 2 Thứ hai Giọt thủy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Các vị đại thủ lĩnh có thể xa độ trùng dương đi đến vương đô, tin tưởng liền tính là tiên vương trên đời, cũng nhất định sẽ thập phần cảm động. Đại chủ giáo than thở khóc lóc biểu đạt dài đến vạn tự lên tiếng cảo, trước ca tụng một phen các vị đội tàu thủ lĩnh trung thành, lại tiếp nhớ lại một phen đã sớm chết nhiều năm có lẽ đều không nhân nhớ được tên tiền nhiệm hoàng đế. Kỳ thật từ mấy trăm năm tiền sông băng dần dần hòa tan, mặt biển bao phủ đại lục, nhân loại thành cư vô định sở thủy dân, nguyên bản đế vương nắm trong tay đã bị dần dần mất quyền lực, thực quyền rơi vào đến có được thủy thượng quân đội 36 vị hạm trưởng trong tay, dần dần phát triển thành đều tự chiếm lấy nhất phương đội tàu thủ lĩnh. Vương quyền thống trị danh nghĩa, hoàng thất gần chính là chiếm lấy trên thế giới cuối cùng một khối lục địa mà thôi. Leticia từ nhỏ đã bị giáo dục hoàng đế là nhân loại tinh thần tín ngưỡng, bất quá này nói dối, ở nàng 8 tuổi khi nhìn đến đại chủ giáo công nhiên đánh cấp hoàng gia châu báu khi cũng đã thoát phá. Mà này 36 cái tay cầm trọng binh nhân, đa số đều dài hơn năm bồi hồi ở chính mình lãnh hải thượng, muốn nói nàng gặp qua, cũng liền chỉ có trong đó vài vị mà thôi. Hôm nay Leticia mục tiêu chính là một trong số đó, Đông Nam phong hạm đội đại thủ lĩnh Louis. Hải dương dưỡng dục chúng ta nhân dân, nhưng mà hôm nay hay là muốn đem chúng ta cuối cùng một khối trân bảo cướp đi. Đại chủ giáo còn tại lẩm bẩm, Leticia tỉnh táo lại, bắt đầu tinh tế ở trong đám người tìm kiếm Đông Nam phong hạm đội thuyền kỳ làm số ít vài cái còn thân cận hoàng tộc đội tàu chi nhất. Louis thường xuyên hướng lấy tỷ như tu sửa hoàng cung, gia cố đê đập chờ, từ thiện, công tác. Vị này đại thủ lĩnh năm ấy 29 tuổi, Leticia cũng đã cùng hắn quen biết 5 năm. Bất đồng bởi này hắn cao lớn thô kệch thậm chí dốt đặt cán mai thủ lĩnh. Louis là cái đọc đủ thứ thi thư tao nhã nam nhân, bọn họ hai người có khi biện luận một cái đề tài có thể nói thượng cả một ngày. Muốn nói nay ngày sau nàng nếu còn có thể có việc lộ, đại thái cũng chỉ có tìm nơi nương tựa Đông Nam Phong Hạm đội một cái lựa chọn. Dưới ánh mặt trời tóc vàng công chúa ánh mắt vội vàng, ở trong đám người quét một vòng lại một vòng, rốt cục tìm được quen thuộc cờ xí khi, lại phát hiện này phía trước đứng là cái xa lạ nam nhân, Louis không thấy bóng dáng. Đại chủ giáo diễn thuyết cáo một đoạn, gặp lại sau Leticia ánh mắt nghi hoặc, liền hỏi bên cạnh người cao cấp người hầu hôm nay có ai chưa tới hiện trường sao? Người hầu gật đầu. Louis đại nhân hôm nay có việc vô pháp tiến đến, đặc biệt phái thủ hạ tài công chính tạm đại vị trí. Một câu này nói giống như tình thiên phích lịch, Leticia nháy mắt ngốc sững sờ ở tại chỗ. Nhưng mà đại chủ giáo tài mặt kệ nàng làm gì biểu cảm, tự thẳng tiếp đón nổi lên rục rịch khắc thủ lĩnh nhóm. Kỳ thật hôm nay di chuyển nghi thức, còn muốn vì đế quốc công chúa tìm tìm một người giám hộ, đảo nhỏ chìm nghiễm về sau, chúng ta sẽ chọn lựa một cái đội tàu nhường công chúa đặc chân, có tự nguyện tiến cống đại thủ lĩnh có thể tiến lên một bước. Vừa dứt lời, vừa rồi kia vài cái đã sớm sốt ruột khó nén nam nhân đều tể tiến lên đây, liếu ríu náo làm một đoàn. Nói là tiến cống, ai lại hội thật sự đem vong quốc công chúa để vào mắt, tay trói gà không chặt nữ hài, đơn giản là nuôi dưỡng ở lòng chim lý chim hoàng yến, cung nhân đùa bẩn. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, như là giận hải sinh ba Leticia nghe bên tai các loại tranh luận cướp đoạt thanh âm quả thực xấu hổ xấu hổ vô cùng tự tôn dường như bị nhân dẫm nát lòng bàn chân sự thật là cái gì chính là tiêu ta ngươi vô số vô số ta cho rằng chúng ta có được trên thế giới lớn nhất thuyền, dân cư nhiều nhất công chúa hẳn là đến chỗ ta nơi này một cái ải cái nam nhân sờ sờ tiểu hồ tử đáng khinh nói phi là đồ ngươi đều có bảy lão bà còn chê ít hơn nữa ngươi vóc người còn không đến công chúa ngực đi, với tới sao ha ha ha. Một cái khác cao gầy nam nhân trào phúng khó nghe trong lời nói, kia thấp bé thủ lĩnh nghe vậy nổi giận, một phen lấy ra thủ, thương hai người liền muốn đánh lên. Đều ầm ĩ cái gì ầm ĩ không dứt. Bỗng nhiên một người sải bước đi tới, thô lỗ một tay đẩy ra một cái, hắn cái đầu khôi ngô đắc tượng đầu gấu chó, trên lưng xông ra khối khối cơ bắp, thấp bé thủ lĩnh cùng cao gầy thủ lĩnh thấy hắn đều đều tránh đi, lại không cam lòng, cây xa, ngươi muốn làm gì? Thứ tự trước sau hiểu hay không? Hắc cốc hạm đội thủ lĩnh cây xa người cũng như tên, bộ dạng cũng cùng đầu hùng giống nhau, hắn vẽ mặt râu quai nón, mắt như chuông đồng, Leticia bị này đầu giả thú nhanh nhìn chầm chầm, cảm giác trên lưng tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Các ngươi nếu đánh thắng được ta, công chúa khiến cho cho các ngươi, thế nào, có dám hay không? Hắn đi tới, trực tiếp cầm ở Leticia cổ tay, nàng bị nắm chặt sinh đau, nhịn không được hung hăng một cái tác phiến qua, buông ra ta. Bị đánh một bạc tai, gấu chó ngược lại càng hăng hái, hắn ha ha ha, ha cười rộ lên. Hảo hảo hảo, là chỉ tiểu giả miêu A. Sau đó chậm rãi tiến đến nàng bên tai, làm bộ khứu tóc của nàng, xem ta hồi thế nào thu thập ngươi, mấy năm nay không có người đã dạy ngươi đi. Thế nào hầu hạ nam nhân? Leticia trong lòng mạnh trầm xuống, dường như bị nhân hung hăng lại đem bạc tai phiến trở về. Nàng hiện tại tình nguyện chết. Phía sau thị nữ La Si cũng bị bọn thủy thủ kéo lại, những người đó chỉ trỏ ánh mắt hóa thành xiềng xích quấn quanh trụ nàng hai chân, bên người nam nhân đục ngầu tanh tưởi hô hấp đến thật sự gần. Cái gì kêu núi sông thoát phá, bấp bên, Leticia quả thực tâm như tro tàn. Đúng lúc này một đạo màu bạc tia chớp về một chút bay qua, cây xa đau hô một tiếng buông tay, mới phát hiện chính mình một khắc sườn cánh tay bị hỏa xuất một đạo vết máu. Khi cũng căn bản không phải ti chớp, mà là nhất dịp phi thường sắc bén ngân đao. Ngươi muốn chết sao? Cây xa gương mặt hung ác, bên bờ quay chung quanh bọn thủy thủ cũng tiếng động lớn nháo lên, đều xuất ra vũ khí thị uy. Ở các loại súng ống cùng lưỡi dao va chạm trong tiếng, Leticia nhìn đến vừa rồi cái kia mang thú thủ mặt nạ nam nhân từng bước một đã đi tới, thông thả bộ pháp đạp trên mặt cát không có gì tiếng vang, nhưng hắn trên lỗ tai chuông đồng đinh đinh đang đang, nàng lại nghe thấy. Không nên động thủ, không nên động thủ. Đại chủ giáo vừa thấy không đối kịp thời xuất ra giảng hòa, tại đây tiểu địa phương đánh lên, đối hắn là tối bất lợi, vạn nhất thương đến công chúa, này mua bán liền làm không được, bồi hàng hóa lại chiếc binh A. Cây xa đại nhân, thỉnh ngài trước buông ra công chúa. Lời còn chưa dứt, một thanh màu vàng cương xoa bỗng nhiên bay đi lại đại chủ giáo còn vẫn duy trì cất bước nói chuyện động tác thân thể hắn dựa vào quán tính đi về phía trước một bước đầu lại không cánh mà bay bất quá một giây người này chúng một nhìn trừng hạ nhẹ bỗng giết chết đại chủ giáo leticia trơ mắt xem kia khỏa chặt đầu lăn đến chính mình bên chân màu đỏ tươi máu sái nhất nàng trước mặt bỗng tối sầm ngất xỉu tiền nghe được cuối cùng một câu nàng là của ta khàng khàng lại nặng nề, là phi thường không tiêu chuẩn đế quốc tiếng phổ thông. Isa ắt một tay ôm nàng thắt lưng, đế quốc công chúa liền nhuyễn miên miên choáng váng ngã xuống trong lòng hắn, cách một đầu mặt nạ, hắn để sát vào ngửi ngửi. Không sai, là này hương vị. Quy! Ngân đao hạm đội các ngươi muốn tạo phản sao? Đáng giận hải tặc. Đem công chúa giao ra đây. Trên đảo còn thừa đại thủ lĩnh nhóm đối đại chủ giáo tử không có gì để ý, bọn họ nhưng là đối tới tay con vịt bay chuyện này tương đối ghi hận. Isaac quay đầu, hồi lấy một cái che ở dưới mặt nạ thấy không rõ ánh mắt. Hắn một tay lấy Leticia khiêng lên, không là cái gì ôm nhu công chúa ôm, liền như vậy khiêng trên vai đầu. Ở thành trăm hơn một ngàn nhân chú một hạ, đạp đại chủ giáo máu tươi, từng bước một hướng chính mình đội tàu thượng đi. Quy, liền như vậy thả hắn đi. Khi nhưng là công chúa cuối cùng một cái công chúa. Cao gầy cái nam nhân nhịn không được căm giận nói. La Đôn trực tiếp chỉ chỉ một bên hắc cốc hạm đội thủ lĩnh. Cây xa đều không có động tác, ngươi có thể làm sao bây giờ? Bị đã cảnh cáo gấu chó cây xa vẻ mặt muốn ăn thịt người biểu cảm, nhưng hắn cũng chỉ là gắt gao trừng mắt người nọ bóng lưng. Ở Isa ắt bước trên chính mình khoan thuyền sàn tàu khi, hắn cũng rõ ràng quay đầu ly khai tiền tới tham gia di chuyển đại điển bất quá là các hạm đội tín hiệu thuyền, tổng đảo nổi là hạm đội đại bản doanh, không có khả năng rời đi đều tự lãnh hải. Mà ở một con thuyền chiếc hình dạng nhan sắc khác nhau tàu chiến lý, ngân đao hạm đội kia một con thuyền liền có vẻ hơn nửa nhỏ. Nhưng không biết thế nào, nó một khi bắt đầu hàng không hành, các đội tàu đều đều né tránh khai. Hắn thuyền so với chúng ta tiểu hơn, chúng ta cạn thúy đánh lên, trực tiếp đem công chúa đoạt lấy đến. La đồn thủy thủ là cái lăng đầu thanh mơ ước công chúa mỹ mạo nhịn không được ra sư chủ ý chàng chàng ngươi cái đại đầu quỷ La đồn một cái tác trực ở tiểu tử trên đầu lão tử thuyền là thuyền hàng tên kia là cái gì thuyền ngươi xem hắn trên sàn tàu pháo khẩu hắn mẹ so với tiểu tử ngươi tâm nhãn đều nhiều hơn ngươi không sợ chết ngươi liền thưởng cướp đến liền về ngươi các hạm đội loạn thành hỗn loạn nhưng mà ngay tại trên biển tình thế dần dần hỗn loạn thời điểm, ngân đao tiểu tàu chiến đã nhẹ bỗng khai đi rồi, giống một cái xẹt qua sóng to cá heo, vững vàng dừng ở một khắc sườn bích lam hải mặt. Thủ lĩnh, trước mắt đã có 5 cấp sóng biển, sức gió đạt tới 6 cấp, một hồi sẽ đổ mưa. Một cái sắc mặt ngâm đen nam nhân đi lên phía trước, mưa to lại tới, nguyên bản khoang thuyền thượng thủy thủ đều công việc lưu bù lên. Isaac đem trong khoang thuyền mật thủy môn quan thượng, phân phó nói. Làm tốt phòng lãng đánh sâu vào chuẩn bị, đem mưa chứa đựng khí mở ra, không quan hệ nhân viên toàn bộ tiến vào khoang thuyền. Mặt khác đem công chúa đưa vào nội thất. Theo anh ầm ầm lôi tiếng vang lên đến, nguyên bản thuyền sắt phía trên sắt lá dần dần mở ra, trải qua 360 độ xoay tròn sau, biến thành một đám hình cung bác, liền như vậy đỉnh ở thân tàu đỉnh chóp, thoạt nhìn ngốc hồ hồ. Nhưng mà không một hồi, này sắt lá bác hiệu quả liền hiện ra đến, mưa đi qua hạ bộ ống dẫn chảy vào khoang thuyền hội tụ ở phẩm chất riêng nước ngọt chứa đựng két nước trung ở vô biên vô hạn hải dương lý điểm ấy mưa đều có vẻ di chân trân quý tí tách lịch dọc mưa giả thân thuyền mọi người theo sóng biển vật phồng trong khoang thuyền ngẫu nhiên có cái gì rơi xuống ở trên sàn lăng đến lăng thanh âm tất cả mọi người thấy nhưng không thể trách duy nhất không hợp quần đại khái là thủ lĩnh cái kia công chúa nàng tỉnh chương 3 Thứ ba dọc thủy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Leticia không người ôm chính mình váy, xem trong phòng nhỏ cùng nàng mắt to trừng đôi mắt nhỏ mấy người phụ nhân. Các nàng phần lớn màu da ngâm đen, mặc bó sát người đoạn hẹp áo, nửa người dưới nhiều là dễ dàng cho hoạt động chân nhỏ quần, tuổi trẻ vài cái cũng có mặt váy ngắn. Ô người lập ngô! Một cái niên cấp ít nhất nữ hài đi về phía trước vài bước, thân thủ muốn sờ tóc của nàng, Leticia phản xạ có điều kiện bàn nhanh chóng thiên qua đầu, tay nàng liền rơi xuống cái không. Không khí bỗng chốc khẩn trương đứng lên, khi nữ hài biểu cảm khiếp sợ thu tay, ngẩng đầu cùng bên người phụ nữ nói nói mấy câu. Sau đó tất cả mọi người buông trong tay nguyên bản công tác, nhìn chầm chầm nàng tả kháng hữu kháng. Leticia xem các nàng lẫn nhau châu đầu ghé tai, lại hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì, nàng thử mở miệng hỏi nói nơi này là chỗ nào nhi? Các ngươi là loại người nào? Nhưng mà trả lời nàng là mọi người nghi hoặc ánh mắt. Nhiều tuổi nhất một cái phụ nữ đã đi tới, cũng giống tiểu cô nương vừa rồi như vậy vương tay, lúc này Leticia không có cự tuyệt. Cảm giác phụ nữ thô ráp bàn tay to nhu nhu nàng lỗ tai, sau đó lại sờ sờ cái trán. Mẹ, nàng sinh bệnh sao? Nàng thoạt nhìn thực không có tinh thần. Tiểu cô nương hỏi cũng không có nóng lên a à. phụ nữ thu tay mấy người lại trao đổi vài câu leticia xem các nàng thần sắc tổng cảm giác chính mình dường như biến thành một cái cao nguy bệnh nhân đi thôi chúng ta nói cho đại thủ lĩnh mấy người lục tục mở cửa đi ra leticia thân dài đầu xem bên ngoài là một cái hành lang màu xám bạc cương chế kết cấu ngẫu nhiên có người thanh truyền đến nàng hiện tại nhất định là ở mổ một cái đại thủ lĩnh trên thuyền các quy tắc phúc hơn 10 năm đại chủ giáo liền như vậy bị giết, vẫn là nơi tay nắm binh quyền 36 cái đại thủ lĩnh trước mặt, mặt ngoài công phu đều làm không được, thế giới này hội loạn thành bộ dáng gì nữa. Còn có, cái kia mang sừng hưu che mặt biến thái đến cùng là cái gì quỷ. Đợi đến chung quanh không có người, Leticia mới nghe được đỉnh đầu truyền đến bánh răng thanh âm, giác chi, giác chi, còn có các loại này nọ lăn đến lăn động tỉnh, nhắc nhở nàng đây là một cái xa lạ thả nguy cơ tứ phía tân hoàn cảnh nàng dưới thân ván giường luôn luôn lung lay thoáng động đại hải sóng triều đánh ra tiếng vang từ xa lại gần nói vậy hiện tại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc thế cho nên không người trông giữ nàng nếu nàng có thể chuồn ra tìm được một ít đồ ăn vận khí tốt lại trộn một phen vũ khí hoặc là cướp một cái thuyền nhỏ a này khó khăn rất cao trước định cái tiểu mục tiêu an toàn chuồn ra đi Leticia lại dấy lên cầu sinh ý chí chiến đấu nàng thử đẩy đẩy môn phát hiện này nữ nhân thế nhưng lơi lỏng đến xích đều không thượng hành lang hai sườn là nhất phiến phiến màu bạc cửa sắt có chút mở ra có chút đóng cửa bất quá đều không có nhân Leticia nhặt căn gậy gộc giống làm tặc giống nhau lén lút dán chân tường đi tới công chúa thế nào không thấy ta hiện tại nói cho đại thủ lĩnh có hai cái cảnh tượng vội vàng nữ nhân đi qua ai đều không phát hiện tránh ở bên kia không trong phòng Liticia. 18 năm đến bị trở thành chim hoàng yến nuôi dưỡng, nàng vẫn là lần đầu tiên ngồi trên chân chính trên biển cự luân. Bất đồng cho đảo nhỏ trầm ổn, nơi này cơ hồ mỗi đi một bước dưới chân đều ở lắc lư. Khoan thuyền bên trong giống một cái đại đại mê cung, một gian một gian bao con nhộng trạng phòng ở gắt giao tương liên, nàng thực dễ dàng sẽ vòng thai lối rẻ. Liticia cũng không biết là đi rồi vài cái vòng bỗng nhiên ở tiền phương nhìn đến nhất phiến đại cửa sắt, là dùng màu đỏ sơn nước sơn lên, ngoại sườn ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, rất có khả năng chính là khoang thuyền xuất khẩu. Nàng nghiêng ngã lão đảo chạy qua, dùng sức đẩy ra kia phiến đại môn. Sau đó, trong dự đoán Lam Thiên Bạch Vân Đại Hải quả thật xuất hiện, trừ lần đó ra còn có mấy trăm con mắt. Cơ hồ sở hữu thuyền viên đều đãi ở tại ngoại trên sàn tàu, bọn họ nguyên bản đều tự đang vội sống cái gì, nhìn đến nàng bỗng nhiên lao tới, liền đều quay đầu lại xem xét hướng về phía nàng, ánh mắt cũng không mang trác. Leticia triệt để cương ở tại chỗ, tay chân cứng đờ, trong nháy mắt theo vĩ xương sống nảy lên đến một trận chip bông cảm giác. Vì sao công chúa cầm nhà ta lượng y can? Một nữ nhân hỏi. Có lẽ công chúa chưa thấy qua như vậy lượng y can. Nàng người bên cạnh nói. Nhà ta đây bắt nó đưa cho nàng tốt lắm mọi người tất tất cốt cốt thảo luận, Leticia một câu cũng nghe không hiểu, nàng tưởng dựa vào tường chậm rãi lui về phía sau, nhưng một cái quen thuộc thân ảnh bỗng nhiên đi ra đám người, đi nhanh triều nàng tới gần. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Leticia khàn cả giọng hô, nàng đem gậy gộc hoành ở thân tiền, phía sau đại môn không biết cái gì thời điểm quan thượng, đã lui không thể lui. Khi sừng hô mặt nạ nam nhân rốt cục dừng lại cước bộ, hắn nghiêng đầu đánh giá nàng, Giữa hai người chỉ có hai bước khoảng cách. Ta, ta sẽ cổ đại võ thuật, ta là Taekwondo Hắc Mang thất đoạn. Ngươi có biết cổ võ là cái gì sao? Là mấy trăm năm tiền nhân loại cường thân kiện thể thể dục hạng mục, đây là một loại đồ thủ cách đấu vũ kỹ, so với các ngươi hiện tại đại pháo cùng kỳ giáp. Isa ác xem chính nàng tại kia hoa chân múa tay vui sướng, yên lặng không lên một tiếng. Một lát sau, Leticia đem trong hoàng cung cổ đại tàng thư thượng nhìn đến võ thuật giới thiệu đều lưng không sai biệt lắm, khi nam nhân nhưng cũng không giống như là bị hù đến bộ dáng. Nàng đang định lại vô căn cứ vài câu, bỗng nhiên nhất ba sóng to giả đi lại, mạnh đánh ra ở thuyền sát một bên, thân thuyền kịch liệt lay động đứng lên, Leticia mặt trắng ra lại bạch. Nôn Isaac cúi đầu xem nếu chặt chính mình vạt áo nôn điên cuồng không chỉ nữ nhân, tốt lắm, bọn họ lẫn nhau khoảng cách lại gần. Leticia lần đầu tiên thời gian dài ngốc ở trên thuyền, nhất là hôm nay còn gặp sóng to, nàng căn bản vô pháp thích ứng loại này hoàn toàn không có quy luật lắc lư, cũng hoàn toàn không có thể nghiệm qua, cái gì tên là say tàu. Có đôi khi đầu nặng bước nhẹ, có đôi khi còn có thể bỗng nhiên không trọng, trong bụng mặt lưu lại đồ ăn loạn thành một đống dây thừng, liên trong não gì đó cũng trộn lẫn một đoàn, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là nếu chặt trước mặt nhân vạt áo phun đến nước mắt tứ giàn dụa thủ lĩnh. Hai đờ cầm trong tay chén nước cùng hai khỏa viên thuốc, vừa mới chuẩn bị đưa qua đã bị ngăn cản. Không cần cho nàng dược, Isa tạp nói, uống thuốc đối say tàu không có gì tác dụng. Chúng ta không thể đổ bộ, nàng sẽ không có thể dừng lại uống thuốc, như vậy vĩnh viễn đều không thể vượt qua say tàu. Hắn tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Leticia nghe không hiểu, nàng chỉ biết là trước mặt này thú thể diện cụ nam không cho nàng nước uống, liền ngẩng đầu ẩn ẩn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái isa tạp sửng sốt hạ bỗng nhiên thân tay nắm lấy nàng bả vai sau đó đem nàng sau này kéo kéo tay kia thì bắt lấy chính mình dưới mặt nạ duyên hơi dùng sức liền phiên lên ra ngoài leticia đoán trước người này thoạt nhìn tuổi không lớn tóc là màu đen biên thành vài sợi tiểu biện ở sau đầu trát thành nhất thúc trên lỗ tai quải khỏa chung đồng theo gò má hai sườn bắt đầu có màu đỏ hình xăm dần dần theo cổ đi xuống, cùng này gấu chó cùng chu nho so sánh với lại càng không giống người bình thường. Qua. Nàng lại một ngụm toan thủy phun ra. Isa ác mặt trầm xuống nhường nàng phun hoàng, một hồi lâu rốt cục dừng lại, tài lấy đến nước ngọt nhường nàng suốt miệng. Leticia cả người như nhũng ra, dựa vào hắn dẫn theo cổ áo mới không còn nằm sắp đến thượng. Ngươi nghỉ ngơi trước mặt nam nhân đột nhiên nói chuyện, tuy rằng là phát âm thực không tiêu chuẩn đế quốc tiếng phổ thông, nhưng nàng miễn cưỡng nghe hiểu. Ngươi là ai? Leticia hỏi. Nam nhân sai lệch nghiêng đầu. Isaac. Đối diện hai người hiển nhiên xem nhẹ bên người những người khác tồn tại, mãi cho đến hai đờ ho khang một tiếng, nàng tài nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại. Lúc này nàng bị đưa bên bông tàu duyên một cái điều đáng ngồi, vừa rồi cái kia tiểu cô nương liền canh giữ ở nàng bên cạnh, hai người ông nói gà bà nói việc trao đổi. Công chúa, say tàu loại sự tình này nhẫn nhẫn thì tốt rồi, đại thủ lĩnh nói trong lời nói chuẩn không có sai. Nữ hài tử màu da hắc đắc tượng mật, thủ đoạn mắt cá chân thượng đều quấn quýt lấy một ít kim chúc ti làm trang sức vật, Leticia nhìn nửa ngày, phát hiện hình như là dây điện lý đồng ti. Ngươi tên là gì? Nàng hỏi cái kia tiểu cô nương, người sau mê mang xem xem nàng. Leticia lại chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ nàng, tiểu cô nương tài bừng tỉnh đại ngộ. Ta gọi Thais. Gia Gia nói là nỗ lực ý tứ. Tiểu cô nương đặc biệt vui vẻ, nhảy lên vòng vo cái vòng, trên người bán củ lam lũ làng váy bay lên đứng lên. Leticia ánh mắt xuyên thấu qua Thais bả vai sau này xem, này hội hẳn là gió mạnh chỉ vũ nghỉ, trên sàn tàu mọi người vội vàng dọn dẹp trên thuyền dư thừa nước biển mỗi người phân công cũng không đồng, còn có ở kiểm tra duy tu vừa rồi bởi vì sóng to đánh ra tạo thành tổn thất. Đều nói 36 cái đại thủ lĩnh văn hóa trình độ các không giống nhau, so sánh với Louis đã xem như nhẹ nhàng thân sĩ, cùng loại ngân đao như vậy hạm đội, người khác ngẫu nhiên đều sẽ diễn xưng bọn họ vì hải tặc. Cũng không phải không có đạo lý, nơi này bình dân, hoặc nhìn giống như đại đa số đều sẽ không nói tiếng phổ thông. Duy nhất một cái sẽ nói, Hoàn toàn là cái quái nhân. Liticia ánh mắt dừng ở cái kia đưa lưng về nhau nàng đứng trên thân nam nhân, hắn hái điệu mặt nạ sau, gái sau tóc dài luôn luôn cúi đến giữa lưng, bởi vì bị nàng ói ra một thân, này hội tùy tay đem nút thắt nhất giải, áo liền bới rớt. Người này làn da cùng người trên thuyền nhóm không sai biệt lắm, là Trường Kỳ đứng ở trên biển năm đen màu da, giờ phút này lộ ra vân da rõ ràng lưng, cùng trong hoàng cung này tinh tế tuyết trắng nam người hầu tuyệt không giống. Leticia rất ít nhìn thấy như vậy thân thể, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Sau đó hắn liền bỗng nhiên quay đầu. Quay đầu. Đầu. Thas gặp Leticia ôm chậu rửa mặt không buông tay, vùi đầu cúi đầu, tò mò hỏi. Công chúa, ngươi vừa muốn ói ra sao? Sau này sóng gió bình ổn, sẽ không đoạn có khắc hạm đội ca, nô theo bọn họ bên cạnh trải qua, có thập phần vĩ đại, có hình thù kỳ quái, Leticia chưa bao giờ như thế gần gũi xem qua 36 chi hạm đội. Nhưng kỳ quái là, bọn họ cùng ngân đao trong lúc đó cũng không trao đổi, ngẫu nhiên có cố ý chậm lại đội tàu ngừng ở phụ cận, mặt trên nhân tựa hồ hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn qua, nhưng không quá nhiều lâu sẽ rời đi. Đến lúc tối, vương đô phụ cận chỉ còn lại có này một cái thuyền, có lẽ là ở trong này lưu lại cuối cùng một cái ban đêm. Tha xem ngồi ở mép thuyền biên Leticia, Nhịn không được hỏi bên người lão nhân Gia gia, công chúa vì sao không tiến trong khoang thuyền đến Bên ngoài nhiều lãnh A à. Ngươi có thể nhìn đến tiểu đảo bên cạnh đê đập sao Lão tóc trầm mặt sau một lúc lâu đột nhiên hỏi Thấy được, đã mau bị mặt biển bao phủ Thái đồ lót chuồng nhìn nhìn Nơi đó nguyên bản có 9 tầng đê đập Hiện tại ngươi xem đến chính là cuối cùng một tầng Lão tóc sờ sờ cháu gái tóc đối thai mà nói ngân đao là nhà ngươi, đối công chúa mà nói, kia cũng là nhà nàng A. Chương 4 Thứ tư dọc thủy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Leticia tựa vào mép thuyền bên cạnh, thân thể theo sóng biển khởi phập phòng phục, trải qua một cái buổi chiều nôn điên cùng không chỉ, nàng say tàu chứng rốt cục giảm bớt, tựa như bị đại hải dần dần nhận một cái nghi thức. Màn đêm buông xuống sau, chỉ có thản nhiên một tầng ánh trăng lượng, giống lớp đường áo giống nhau chiếu vào mặt biển thượng, ba quan trong vắt. Tại như vậy tầm nhìn hạ, nàng ở lại 18 năm tiểu đảo, cái kia bị kêu là vương đô địa phương, đã biến thành mơ hồ màu đen một đoàn, xa xa bị sóng biển đánh ra, dường như tùy thời đều phải chìm vào dưới nước. Cũng không biết nàng thị nữ La Xi thế nào. Trên đảo mọi người hội đi con đường nào. Bọn họ đại khái cũng sẽ đi đến mổ một cái đội tàu bắt đầu cuộc sống mới đi. Đổi trương giường, ăn khẩu cơm nhiều hô hấp vài cái trên biển mặn phong theo thân thuyền lắc lư không ngừng thời gian dài quá nguyên bản trên đảo cuộc sống sẽ đều phai nhạt liền đều đã quên phía sau náo nhiệt trong khoang thuyền mọi người huyên náo thanh như vậy vang đúng là cơm chiều thời điểm chén bàn lần lượt thay đổi thanh âm luôn luôn truyền đến bên ngoài đến litisia ôm chặt đầu gối lạnh lẽo gió biển thổi bên má nàng phát khô nàng đã không có chỗ có thể đi hoặc là hiện ở trên ngựa nhảy xuống hải lý uy cá mập, hoặc là trở về đến phía sau trong đám người đi gia nhập bọn họ, dung nhập bọn họ, sống sót, làm một cái có được mấy chục chiếc tàu chiến đội tàu mà nói, này Lưu Ngư Hào là Ngân Đao chủ thuyền chi nhất, so sánh với các gia phái tới tín hiệu thuyền hoặc là thuyền hàng, Isaac có thể nói là xuất ra chủ lực. Trên biển vật tư khuyết thiếu, Ngân Đao lãnh hải cự ly vương đều đường xá xa xôi bọn họ này đó thuyền viên xuất ra một chuyến cũng không có mang bao nhiêu đồ ăn, buổi sáng cùng giữa trưa hay dùng một ít bắt đến hải ngư no bụng, mỗi ngày buổi tối một bữa cơm chính là rất phong phú. Đại nhà ăn nóc nhà thượng lượng mấy trảng đèn chiếu sáng, mọi người ngồi trên chiếu, thượng phô vải thô, mặt trên bãi lớn lớn nhỏ nhỏ thiết qua, chén bát chờ vật. Ban ngày vì tiết kiệm sử dụng diện tích, này nhà ăn còn phải làm bắt cá liệu lý thất, kho hàng chờ sử dụng. Ysa ác ngồi xếp bằng ngồi ở tận cùng bên trong, hắn sau lưng chữ một căn một người rất cao màu vàng nhiều nhận cương xoa, vài cái tiểu hài tử truy đuổi đùa dẫn theo bên người hắn chạy tới. Minh Minh liên nhân mang binh khí đều là lạnh lẽo quỷ dị bộ dáng, bọn nhỏ nhưng không kiên kỵ. Bên người tài công chính hai đời đang ở cùng mấy nam nhân uống rượu, isa ác trầm mặt, lấy tay phiên phiên trước mặt nướng bán tiêu ngư, hắn chuyên chút thiết bàn lý bãi một ít đồ ăn, chủng loại coi như phong phú nhưng trừ bỏ trong chén rượu, hắn đều không có động. Chính ngẩn người, cửa đám người bỗng nhiên xôn xao đứng lên, y sa ắt ngẩn đầu. Một nữ nhân theo đại môn khẩu tiến vào, tách ra đám đông chậm rãi đến gần, nàng còn mặc trong hoàng cung quần áo, làng váy màu trắng ren theo cước bộ lục ra hoa đến, dáng người giống như một chút trên biển lưu quan. Leticia có ai đều không có màu vàng tóc dài, cuốn khúc giống bị triều dương nhuộm màu đám mây. Trên mặt nàng không có gì cảm xúc, hẳn tắp nhìn về phía ngồi ở tận cùng bên trong Isaac, một đường chậm rãi đi tới. Nàng Mỹ kinh tâm động phách, trên thuyền thủy dân tất cả đều đang nhìn nàng, có chính ngửa đầu uống nước, cái cốc cương ở bên miệng, có một ngụm đồ ăn nhét vào trong miệng đã quên nhấm nuốt. Nguyên bản huyên náo đại nhà ăn nháy mắt an tĩnh lại. Leticia yên lặng xuyên qua những người đó, vượt qua thượng hỗn độn đồ ăn cùng tàn canh, rốt cục đi tới trước mặt hắn, ngân đao đại thủ lĩnh cũng giống như người khác nhìn không chuyển mắt xem nàng. Nàng cảm thấy này quái nhân có lẽ là vừa lòng nàng dung mạo, khi nàng sống sót cũng chạy đi tỷ lệ sẽ lớn. Ngồi xuống. ắc vỗ vỗ bên cạnh người đệm, Leticia nhíu mày xem liếc mắt một cái, vẫn là thuận theo quỳ ngồi xuống. Nàng hai tay vén đặt ở trên đùi, cứ việc thân ở như vậy đơn sơ địa phương, lại còn duy trì quý tộc dè dặt tư thái. Isa ắt theo nàng đi tới về sau ánh mắt liền không rời đi qua, xem nàng ngoan ngoãn ngốc tại bên người, tâm tình một chút biến rất khá. Loại này tâm tình biểu hiện ở, hắn đem thuộc loại chính mình bàn ăn đặt ở nàng trước mặt, sau đó chính mình lại tùy tiện cầm cái mâm tùy tiện lay một ít bát tô lý hồ trạng này nọ ăn đứng lên. Leticia không biết là nên lấy vẫn là không lấy hảo, nàng nhìn bên người này địa vị cao thượng đại thủ lĩnh thủ khẩu cùng sử dụng, nguyên lành ăn này nhìn không ra cái gì vậy làm bùng, nhìn nhìn lại trước mặt trong mâm phóng một cái cháy đen hải ngư cùng vài cái màu xanh trái cây, thế nhưng cảm thấy thật không sai. Trong mâm không có dao nĩa, Leticia chỉ có cầm cá nướng thượng xuyến thiết cái thẻ xuống tay, cá thịt vi mặn, trừ lần đó ra không có khác gia vị, phím hải dương thượng cuộc sống đặc hữu đơn giản ý tứ hàm xúc. Nàng hung hăng cắn mấy khẩu, quay hàm tắt cổ cổ, cháy đen dấu vết cọ ở trên mặt cũng không biết này vẫn là nàng 18 năm đến lần đầu tiên dùng tay nắm lấy ăn cái gì. Tuy rằng từ đến nơi này nàng lần đầu tiên đã càng ngày càng nhiều. Lệ đế thiến kéo. Bên người quái nhân bỗng nhiên ra tiếng, kia không tiêu chuẩn mang theo nồng đậm địa phương khẩu âm phương ngôn bản tiếng phổ thông nhường nàng thiếu chút nữa phun ra đến. Này cũng không phải nàng nhận thức tiếng phổ thông. Là Leticia. Công chúa nghiêm mặt nói. Lệ đế. Thiến kéo ác bắt trước nàng âm sắc còn nói một lần, không có chút cải thiện. Quên đi. Nàng miễn cưỡng ăn luôn hơn phân nửa con cá, cảm giác trong bụng đói khát cảm nhiều, bỗng nhiên nhìn đến cái kia kêu thai tiểu cô nương ngồi sổng cách đó không xa xem nàng, tội nghiệp bộ dáng. Cùng với nói là xem nàng, không bằng nói là xem nàng trong mâm gì đó. Leticia cúi đầu xem xem, trừ bỏ vài cái không thuộc trái cây chính là bán con cá cốt. Cầm ăn đi. Nàng thử thăm dò nhặt một cái lớn nhất trái cây đưa qua đi, tiểu cô nương nhãn tình sáng lên, lại còn cẩn thận nhìn nhìn Isaac, chờ người sau gật gật đầu, nàng mới dám đã chạy tới bỗng chốc tiếp nhận. Bối Nghi Lộ Tháp. Thais nói với nàng câu thổ ngoại quốc nói, Leticia không có nghe biết, bất quá xem nàng cười đến thực vui vẻ, nắm trái cây trở về cùng tiểu bằng hữu khác khoe ra nửa ngày. Chiếm được lấy Thais cầm đầu tiểu cô nương, kính yêu, đế quốc công chúa lần đầu tiên cảm thấy Nguyên vốn tưởng rằng gian khổ tù binh cuộc sống, tự hồ cùng tưởng không quá giống nhau. Bên người tay cầm nàng sinh sát quyền to đại thủ lĩnh, giờ phút này ăn no, bán dựa vào ở sau người kim xoa kích thượng chập mắt một chút, một điểm cũng không bố trí phòng vệ, rõ ràng chui này binh khí ban ngày vừa lấy đại chủ giáo mệnh. Hắn không có cho nàng đội xiền xích, không có đem nàng nhốt lên, thậm chí nhường nàng một người đứng ở trên sàn tàu thổi nửa ngày gió biển. Hắn cấp chính nàng đồ ăn, bên trong đồ ăn tự hồ theo người khác là tốt lắm. Hắn nhường nàng cùng bình dân trao đổi, không hạn chế nàng tự do. Thật là cái quái nhân. Leticia ngồi ngay ngắn ở đệm thường ở kêu loạn đại nhà ăn bên trong thoạt nhìn hơn nữa không hợp nhau. Học tập 18 năm hoàng gia lễ tiết không phải tưởng quên liền quên, nàng phải làm đến thực không nói tẩm không nói, đi không phát ra đại thanh âm, dáng vẻ vĩnh viễn bảo trì hoàng mỹ. Ở dùng cơm khi, trên bàn cơm số ghế cũng là có yêu cầu, địa vị cao nhất ở thượng thủ theo thứ tự đi xuống. Nhưng mà xét thấy bọn họ liên bàn ăn đều không có. Sẽ không cần lo lắng. Mọi người ăn no, hưởng thụ này khó được một khắc thanh thản buổi chiều thời gian. Leticia đồ một hồi bên người thấu tới được tiểu hài tử, rất nhanh liền đem trái cây đều phân đi ra ngoài, kết quả là nàng cũng chỉ để lại một cái, gặp Isaac dương mắt nhìn, liền cầm lấy thử cắn một ngụm quả thực toan đến hàm răng lý. Không ăn. Hắn thấy nàng mặt đều toan nhíu, ông quay hàm không nói chuyện, kia thiếu một ngụm trái cây để ở trong mâm, đột nhiên một điểm đều không có do dự chính mình cầm đi lại, mấy khẩu cắn cá sạch sẽ. Leticia vẻ mặt kinh sợ xem này đại thủ lĩnh tỉ mỹ đem nàng cắn qua trái cây ăn liền thừa hai khỏa hạch, sau đó tùy tiện lấy mu bàn tay lau miệng, một điểm cũng không kỳ quái. Không ăn. Hắn lại hỏi một câu, Lúc này nhà ăn bên trong mọi người đã bắt đầu thu thập này nọ, đại gia cho nhau hiệp trợ, vài phút liền cầm chén bàn triệt cái sạch sẽ. Leticia lăng lăng gật gật đầu, thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói. Ta muốn cùng ngươi ngủ. Hả? Ba ngày nàng đã kiến thức qua, trong khoang thuyền này giống bao con nhộng giống nhau phòng nhỏ, chính là này đó thủy dân gia. Bọn họ thoạt nhìn là trường kỳ ở tại này trên thuyền, mỗi một gian phòng ở đều có tràn đầy cuộc sống dấu vết. Nhưng là hiển nhiên đại thủ lĩnh là không thường trụ ở chỗ này, bọn họ chuẩn bị một gian tương đối không phòng ở, bên trong chỉ có một trương giường, cốc xó còn có cái thiết chế rửa mặt dụng cụ, ống dẫn luôn luôn thông đến trần nhà lý. Đừng hỏi vì sao Leticia đến đại thủ lĩnh trong phòng. Ngươi đừng tới đây. Buổi chiều một màn lại chiếu phim, nàng bị buộc đến góc, lay động không ngừng trong phòng nhỏ, cô nam quả nữ chung sống nhất thất. Ta nói cho ngươi, ta là nhu đạo hồng bạch đái bác đoạn. Rất lợi hại. Ngươi ban ngày nói là tê hắc mang thất đoạn. Y xá đương nhiên sẽ không bị này chỉ hổ giấy dọa đến, hắn xoay người thực tự nhiên cởi áo, lộ ra to lớn xinh đẹp cơ bắp, sau đó đi đến cái kia rửa mặt bồn trước mặt, dùng khối bố khăn dính thủy xoa xoa mặt cùng thân mình, này ở trên thuyền chính là nhiều nhất tẩy trừ. Hắn đem chính mình làm sạch sẽ, quay đầu lại nhìn đến Leticia còn ngồi ở trong góc như hổ rình mồi. Đi lại. Leticia thân thể rung lên, cúi đầu giả chết. Nàng cũng không biết chính mình đang làm cái gì, ngỗ nghịch đại thủ lĩnh đối nàng không có gì ưu việt. Đang ở rung rung thời điểm, một đôi tay cánh tay bỗng nhiên cô đi lại, cho dù cách một tầng quần áo vải dệt, nàng cũng như trước có thể cảm nhận được kia cứng rắn mà buộc chặt cơ bắp xúc cảm, cùng nhiệt độ cao độ ấm. Hắn hiển nhiên không có tính nhẫn nại. A, à, a, à, nàng thiếu chút nữa đã bị giả dối hòa bình biểu tượng cấp lừa gạt. Hắn căn bản sẽ không bỏ qua nàng. Hắn là một chi đội tàu đại thủ lĩnh, lại làm sao có thể cho phép đến miệng chiến lợi phẩm phi điệu? Ngươi thế nào khóc? Isa ác thấu đi lại liếm một nguồn mặt nàng, mặn. Chương 5 Thứ năm giọt thủy. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Xa ác không hiểu, vừa rồi còn hảo hảo thế nào liền khóc. Nữ nhân quả nhiên giống như người khác nói, là một loại bề ngoài nhuyễn hồ hồ nội tâm lộn xộn động vật, trở mặt so với phiên đầu sóng còn muốn mau, khi nho nhỏ hai qua bọc nước bên trong giống như chất chứa cả một phiến hải dương thủy, nhất trạc phá sẽ lộ xuất ra. Không được khóc. Hắn một tay đem này chỉ con cọp nhỏ nhắc đến, để sát vào muốn cẩn thận nhìn xem nàng, Leticia lại bỗng nhiên lấy tay bưng kính mặt, lộ ra ngón tay khâu gian nghẹn thành phấn màu đỏ làn da. Isaac đem nàng nhắc đến vòng vo hai vòng xem xét một phen, không phát hiện nơi nào không hề thỏa. Say tàu chứng đã tốt lắm, thân thể cũng không giống như là bị thương bộ dáng, chẳng lẽ là có bệnh không tiện nói ra. Ngươi đừng khóc. Đối mặt địch nhân chỉ cần huy động vũ khí có thể giải quyết sự tình, đến nàng nơi này thế nào trở nên như vậy phiền toái. Isaac gãi gãi đầu, thân thủ lấy ra trên bàn để đặt một cái điện tử liên lạc khí, tích tác ấn động vài cái. Leticia nghe thấy động tĩnh vụn trộn ngẩng đầu, bởi vì hai người ai thật sự gần, nàng rất dễ dàng thấy trên màn hình mặt liên hệ nhân. Ảnh bán thân là một cái mặt áo dài trắng nữ nhân. Tay trái một phen cây kéo, tay phải một tay thuật đao, cười đến thập phần hắc ám khủng bố. Bọn họ tuy rằng nói là phương ngôn, nhưng là văn tự vẫn là đế quốc thông dụng tự, nàng có thể nhìn xem biết ngươi kia có dược sao đặc hiệu dược làm cái gì dùng không được khóc dược Leticia hắn là muốn dùng dược đem ta độc tâm sao ta ta cái gì đều có thể làm ta có thể cùng này nữ nhân giống nhau học làm việc Leticia bỗng nhiên bắt lấy tay hắn Isa ắt lăng hạ nháy mắt mấy cái giống như nghe không hiểu nàng đang nói cái gì ngươi có thể làm sống nhưng ta muốn cùng ngươi ngủ. Còn có khác lựa chọn sao? Ngươi không thể cùng người khác ngủ. Leticia cắn răng, bước lên một cái khuôn mặt tươi cười. Kia, chúng ta có thể từ từ sẽ đến sao? Isaac đương nhiên không rõ, hắn cảm giác trước mặt con cọp nhỏ rõ ràng không nghĩ cười, lại còn loan khóe miệng. Hắn thích xem nàng cười, lại không thích như vậy. Cái gì kêu từ từ sẽ đến? Liền là như thế này nàng bỗng nhiên thấu đi lên thân cánh tay ôm bờ vai của hắn đầu khinh khẽ tựa vào isa ắt ngực giống một mảnh lông chim mới hạ xuống isa ắt bỗng nhiên minh bạch thuần dưỡng liệp ưng còn có một chinh phục quá trình hắn có được con cọp nhỏ cũng là giống nhau này một đêm bọn họ là thật ngủ ở cùng nhau trong khoang thuyền không có ánh sáng tự phát leticia mặc triều vách tường lui cũng không biết hiện tại là cái gì thời khắc nước biển đánh ra thân thuyền động tỉnh luôn luôn không ngừng trừ lần đó ra bên tai còn có một người xa lạ tiếng hít thở isa ắt rất nhanh liền đi vào giấc ngủ dường như căn bản không đem nàng để vào mắt nhưng là nàng là lần đầu tiên cùng một người nam nhân nằm ở cùng nhau ngủ không được hắn độ ấm rất cao thân thể lõa lồ bên ngoài da thịt ở nhỏ hẹp thiết bản trên giường hơi chút vừa động liền sẽ đụng tới nhưng may mà hắn cũng không có làm chút khác người sự tình leticia tưởng biến thành ốc biển đem chính mình yếu đuối một mặt ẩn giấu đi không cho người khác nhìn đến, như vậy nàng cũng chỉ là mọi người trong mắt cao nhã đoan trang đế quốc công chúa, mất nước, mất quyền lực quyền lợi, lưu lạc cũng không là nàng đại danh từ. Nhưng cận có 18 tuổi nàng nội tâm lại không đủ cường đại, mới có thể ở gắn bó không được thời điểm hiển lộ hỏng mất. Là hoàn cảnh, vẫn là vận mệnh nhường nàng ăn nhờ ở đậu. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Leticia phát hiện thuyền đã bắt đầu hàng không hành thật lâu, nguyên bản xa xa mong muốn tiểu đảo đã biến mất, bọn họ ở dần dần đi xa, rời đi đế quốc vương đô hướng tân địa phương tiến lên. Theo buổi sáng bắt đầu Isaac đã không thấy tâm hơi, nàng cũng không có cùng ai thuộc đến có thể hỏi thăm đại thủ lĩnh rơi xuống, bởi vậy mượn này tuyệt hảo cơ hội tốt, Leticia bắt đầu có ý thức quen thuộc này tàu chiến. Sàn tàu lấy hạ bộ phận, bao gồm khoang chứa hàng, cabin, nồi hơi khoang thuyền chờ các loại có chuyên môn sử dụng khoang thuyền, nàng chỉ ở bên ngoài đi rồi một vòng, không nghĩ muốn vào đi. Mà chủ trên sàn tàu mặt kiến trúc, tắt bố trí các loại dùng cho nhiều việc công tác khoan, cuộc sống khoan, cất giữ khoan, dụng cụ thiết bị khoan chờ, tất chứa một trăm lắm lời nhân cuộc sống. Có thể nói như vậy một cái cỡ trung tàu chiến cũng đã có cái thực hoàn chỉnh cuộc sống xích. Leticia đi rồi một vòng, nàng ở đuôi thuyền phát hiện hai chiếc dắt ở thuyền sát ngoại tiểu thuyền cứu nạn, là chạy bằng điện, này có thể làm nàng chạy trốn công cụ. Nhưng là nàng cũng không đủ thức ăn nước uống, không có định vị hội bị lạc ở trên biển. Hơn nữa một khi bị ngân đao phát hiện, vô luận nàng là trở lại trên đảo nhỏ bị nắm, vẫn là ở nửa đường đã bị tập trung trảo hồi, đều là giống nhau kết cục. Cốt lắm, nàng trộn được thuyền tỷ lệ là 50%, dự tính tỷ lệ tử vong là 99%. Leticia trên mặt bất động thần sắc trong lòng cũng đã dự tính hơn 10 loại kết cục. A, à, hoàng gia tàn thư thượng cũng không có giáo nàng thế nào đào thoát một cái thuyền lớn đội đuổi bắt. Vù vù gió biển thổi khởi nàng tóc dài, bỗng nhiên cảm thấy có người ở kéo nàng, Leticia quay đầu lại, gặp Thais đứng ở sau người, ngại ngùng dắt chính mình cổ tay áo một góc. Tiểu Thais, ngươi làm sao? Nàng ngồi sổng xuống, tầm mắt vừa vặn cùng nữ hài bình tề. Tiểu cô nương mở ra tay tâm, bên trong nằm hai lạp màu lá cỏ thực vật quả thực tâm hình chỉ có đậu xanh lớn như vậy Leticia đương nhiên sẽ không nhớ được này hai khỏa hộp chính là nàng từng cấp kia khỏa quả trám dù sau này đó trái cây huynh đệ vài cái bộ dạng đều một cái dạng ô lỗ ô lỗ Thái một hơi càng không ngừng nói xong nàng nghe không hiểu phương ngôn nàng đem mầm móng hảo hảo bảo giữ lại dùng khối phá bố bao đứng lên lại nhét Leticia trong tay ánh mắt sáng long lanh xem nàng lúc này nàng mới biết được, này trái cây, dĩ nhiên là phi thường phi thường trân quý gì đó, nhưng mà luôn luôn tại thổ địa thượng lớn lên Leticia cũng không biết thủy dân quý trọng. Nàng đem mầm móng trả lại cho Thais, một lớn một nhỏ hai người ông nói gà bà nói việc nói một mạch, bỗng nhiên một trận bọc nước nổ truyền đến, giống như có cái gì vậy phá vỡ mặt biển sông lên bầu trời. Leticia bị thủy hoa tiên không mở ra được mắt, cảm giác lạnh như băng dọc nước mưa dừng ở trên mặt, trên người, sau đó là cái gì trọng vật, cạch cơ, một tiếng nện ở trên sàn tàu thanh âm, nàng dưới chân rung lên. Còn ngày sau cập mặt một phen trên mặt thủy, bên người Thais liền kêu to lên, Leticia liền phát hoảng, nguyên bản sở hữu ở trên sàn tàu làm việc thủy dân đều hoang hô lên, lại bật lại khiêu, trường hợp một lần thập phần điên cuồng, giống mổ cái tà, giáo tổ chức tụ hội. Nàng hơi chút kiển chân xem qua đi, liền phát hiện một cái hắc bạch cái gì chủng loại cá lớn nằm ở trên sàn tàu, bên ngoài đã vây quanh một đống xem náo nhiệt nhân mà vừa rồi đột phá mặt nước ném này cá lớn xuống dưới nhân giờ phút này ngay tại này bên cạnh một trận bốn năm michael màu bạc hình người máy móc đứng lặng ở nơi đó trong tay niết một thanh cùng isa kim xoa giống nhau vũ khí bất quá phóng đại thật nhiều lần mà hắn bản nhân đang từ này binh khí đầu khoan lý bò ra đến dường như cảm giác được nàng tầm mắt nháy mắt liền quay đầu lại bắt giữ đến nàng người này cái óc dài quá ánh mắt sao? Này không phải nàng lần đầu tiên nhìn thấy kỳ giáp, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ giáp. Xuống biển trảo ngư. Đông Nam phong hạm đội tu sửa hoàng cung khi, Louis từng điều khiển qua kỳ giáp gia cố đê đập, hắn kỳ giáp liền cùng hắn người giống nhau tiêu sái, khoác màu đen áo choàng, vũ khí cũng là kỵ sĩ bình thường màu bạc trường kiếm. Cùng y sa ác này giá kỳ giáp cả vật thể đen tối, tay cầm ngư xoa, ngư xoa thượng còn treo đầy huyết cùng thịt nát bộ dáng thật sự là kém đến quá xa. Thật tốt quá, này đó da có thể chế tạo gấp gáp vài bộ điều khiển viên chế phục. Trăng nanh còn có thể ma thành linh kiện. Vì cá bảo tồn đứng lên lưu trữ đổi này nọ đi. Chúng ta có thể nhiều mua chút mầm móng. Mọi người thoạt nhìn thật vui vẻ bộ dáng, nhưng Leticia nghe không hiểu, nàng để sát vào mới phát hiện, cái kia thân hình vĩ đại hắc bạch sắc cá lớn, đầu trình hình tam giác, răng cưa trạng răng nanh dài đến 10cm, bồn máu mồm to có thể cất vào hai người, này căn bản là không phải phổ thông ngư, đây là cá mập trắng khổng lồ. Cá mập trắng khổng lồ là lớn nhất thịt để ăn loại cá. Nhưng thủy dân liên cá mập trắng khổng lồ đều ăn. Leticia không dám tới gần kia cá mập thi thể, nhưng là thai thoạt nhìn thực vui vẻ, mọi người tay cầm tay vòng quanh cá mập trắng khổng lồ khởi vũ, có nhiệt tình rõ ràng ôm ấp thủy thủ hôn môi đứng lên. Cẩn thận nhìn có thể phát hiện, ở cá mập đầu hai sườn có một xuyên suốt thân thể lỗ thủng, bởi vì miệng vết thương thật nhỏ, hiện tại đã không đổ máu. Này thực hiển nhiên là cá mập trắng khổng lồ vết thương trí mệnh, nhìn nhìn lại sắc mặt bình tĩnh chỉ huy thủ hạ thiết phân thay thể y sa ác. Thực đáng sợ, may mắn thiết không phải nàng. Theo sau không lâu, mấy chiếc thuyền nhỏ cũng dần dần chạy gần, tựa vào thuyền lớn bên cạnh sau bị dắt bên ngoài máy móc cánh tay đánh vớt lên. Mặt trên nhân theo trong khoang thuyền dở xuống mấy đại túi lưới tiểu ngư, hơn phân nửa là màu bạc, cũng hỗn tạp vài loại không có thể ăn ngư loại, bọn họ đều sẽ tuyển ra đến thả lại hải lý. Leticia muốn làm chút gì, liền đi theo Thais vài cái tiểu hài tử cùng nhau tiến đến đại võng bên cạnh xử lý hải ngư, có mấy cái phụ nữ thấy được, a à miệng tiến đến nàng bên cạnh nói chuyện, một đám đều cười đến cùng đóa hoa dường như nhà. Cầu các ngươi đừng nữa nói, cho dù nàng đọc nhiều sách vở, cũng nghe không hiểu này không biết theo thế nào diễn sinh ra đến phương ngôn. Thủy dân nhóm vài ngày mới có thể vớt một lần, được đến tiên ngư đơn giản sàng chọn sau tồn nhập hầm lạnh, này là bọn họ hàng không hành chủ yếu đồ ăn. Bởi vì phi thường thuần thục, đại gia động tác rất nhanh, không đến nửa giờ trên sàn tàu đã xử lý sạch sẽ. Đại bộ phận ngư bị đặt ở giằng co trong xe, còn lại bộ phận liền từ vài cái phụ nữ một người một chậu đỉnh ở trên đầu. Leticia cũng đi theo đám người hướng liệu lý khoan thuyền đi đến, cũng không có nhân ngăn trở nàng. Nhưng là làm người ta thất vọng là, nàng không phát hiện bao nhiêu thực phẩm chính, đồ ăn tất cả đều là đông lạnh hải ngư, vô pháp mang theo, Leticia muốn biết điểm lương khô ý tưởng cũng tan biến. Có mấy cái mặt đầu bếp phục nhân đang ở cẩn thận xử lý vừa rồi vất tiên ngư, nội tạng cùng vẫy bọn họ đều sẽ không quăng, chuyên môn gửi đứng lên. Góc xó còn phóng cái tiểu rổ, bên trong là một ít bán thanh không hoàng trái cây, còn có mấy khỏa phi thường tiểu nhân khoai tây. Không là vì nàng mắc sắc, mà là này rổ bị cao cao treo lên, như là hiến tế thần minh cống phẩm giống nhau. Tiếp qua mấy tháng, chúng ta là có thể tiến hành giao dịch. Isaac không biết cái gì thời điểm xuất hiện, đi đến bên người nàng thản nhiên nói, trên mặt hắn giống nhau không có biểu cảm, đây là thế giới tính hải lưu giao dịch, sở hữu đội tàu đều sẽ tham gia. Đến lúc đó là có thể nhiều đổi một ít thứ tốt ăn, Isaac là nghĩ như vậy. Nhưng mà Leticia nghe qua sẽ không là một cái ý tứ. Sở hữu đội tàu tham gia, cho nên Đông Nam phong hạm đội cũng sẽ ở, cùng với chạy trốn tỷ lệ tử vong 99%, tìm nơi nương tựa Louis sống sót vẫn chẳng phải là rất cao. Tác giả có chuyện muốn nói. Nữ chủ lúc này không thích nam chủ chuyện xưa này nói cho chúng ta biết. Câu thông là nhân tế kết giao cầu. Cá mập trắng khổng lồ là lớn nhất thịt để ăn ngư, kình không phải ngư. Hổ kình liên cá mập trắng khổng lồ đều ăn. Chương 6 Thứ 6 giọt thủy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 36 cái đội tàu hàng năm đều sẽ tiến hành một lần hải lưu giao dịch, là toàn cầu trong phạm vi tối long trọng một lần giao dịch, bởi vì mỗi một chi đội tàu đặc sản đều có sở bất đồng. Có sinh sản cây ăn quả, còn có sinh sản lương thực, vải vóc, gia súc, thậm chí liên chuyên môn sinh sản dân cư cũng có, bởi vậy trận này phạm vi lớn giao dịch, hay dùng lấy trao đổi lẫn nhau xem trọng nhất tài nguyên. Tuy rằng hoàng kim bạc trắng chờ kim loại hiếm vẫn như cũ là đồng tiền mạnh, nhưng bởi vì tiền giấy khang hiếm, lấy vật dịch vật hoặc là hư nghĩ tiền giao dịch trở thành song phương thích nhất phương thức này ở thais các nàng xem ra là có thể ăn đến thứ tốt đại ngày hội ở leticia trong mắt chính là xoay người công chúa đem ca sướng giải phóng này chỉ cần nàng có thể thành công sống đến hải lưu giao dịch ngày đó gặp được đông nam phong hạm đội về sau có thể thoát đi này tùy thời đều khả năng bạo đi mặt thang giết hại cuồng leticia càng nghĩ càng hưng phấn liên quan cơm chiều đều nhiều hơn ăn một cái ngư isaac quay đầu nhìn nhìn nàng giống như ở hắn nói xong hội tham gia giao dịch chi sau con cọp nhỏ tâm tình một chút liền biến tốt lắm. Ánh mắt nàng rạng rỡ sinh huy, lộng lẫy đắc tượng tinh không vạn lý, xanh lam như tẩy. Trong đó không có đêm qua tuyệt vọng cùng sợ hãi, là cái gì cho nàng hy vọng. Isaac không biết, nhưng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn. Hắn dùng ngân đao theo trước mặt bác tô lý cắt một miếng thịt, Leticia sửng sốt hạ, thuận theo tiếp nhận đến. Đây là cái gì? Nàng cắn khẩu, cá mập thịt. Thịt chất lại can lại xài, so với lão vịt còn muốn lão, cá thịt còn có một cổ độc đáo toan vị cùng mùi, Leticia mang sắc mặt trong nháy mắt theo bạch đến hồng. Không được phun. Isa ác chính mình cũng cắt nhất đại khối, sắc mặt thông dong dường như ăn là cái gì sơn trân hải vị. Leticia che miệng đổi tới đổi lui tìm có thể hay không bồn, không được, nàng thật sự chống đỡ không được. Thình lình bả vai bị nhân nắm giữ, nhẹ nhàng bài trở về. Nuốt xuống đi. Isa ắc hai tay nâng gương mặt nàng, để sát vào nói. Hai người mặt gần trong gan tất, Leticia vẫn là lần đầu tiên hảo hảo đánh giá hắn ngũ quan. Thân là ngân đao hạm đội đại thủ lĩnh, Isa ắc thực tuổi trẻ, hắn bộ dạng không quá xoái, ít nhất không có đông nam phong đại thủ lĩnh Louis diện mạo tuấn tú. Nhưng cẩn thận nhìn khi, tổng cảm giác có cổ đặc biệt hương vị sinh trưởng ở mi phong lý hắn gò má hai sườn có nhất tiệp màu đỏ đồ đằng, gấp khúc không biết là cái gì hình dạng. Cấp này trương nguyên bản liền 10 phần lạnh lùng mặt thêm vài phần cuồng giả. Hơn nữa nguyên lai like ánh mắt hắn gần xem là màu lá cọ, không phải nàng trong dự đoán thuần hắc. Trên má bàn tay khô ráo ấm áp, Leticia có chút choáng ván, ngơ ngác không thể nhúc nhích. Huyên náo đại nhà ăn tiếng người ồn ào, cố tình này khối hai thước vuông khu vực yên tĩnh như gà. Bọn họ hai người nhìn nhau một hồi, Isaac bỗng nhiên giật giật ngón tay cái, dùng chỉ phút cọ hạ nàng còn dính dầu trơn môi. Này động tác rất ái muội, Leticia cân não không chuyển qua đến. Cảm giác trái tim bỗng nhiên bị người này nắm lấy, dường như chìm vào đáy nước. Nàng muốn hít thở không thông. Sau đó một cái không lưu ý, đem miệng cá mập thịt cấp nuốt. Isaac xem nàng nâng chén lớn ngửa đầu mảnh tưới bộ dáng, khó được mở miệng giải thích nói, cá mập thịt rất dinh dưỡng, ăn chút không chỗ hỏng, ta sẽ không cho ngươi liệt kê bên trong vitamin, bởi vì ta cũng không có nhớ kỹ. Leticia Ngươi có độc Hôm nay đại nhà ăn bên trong kính người hết chỗ, đại khái là bổ đến tươi mới nguyên liệu nấu ăn, tất cả mọi người rộng mở hoài ăn. liticia rót xuống một chén nước, cảm giác lại không khẩu vị, liền bắt đầu quan sát bên người nhân. Bọn họ làm món chính là các loại cá thịt hỗn hợp lên ngư bùng, gia vị chỉ có muối cùng một loại hương liệu. Hơn nữa trên thuyền thủy dân chỉ tại buổi tối tài năng thu hút một điểm thực vật, nàng nhìn đến bọn họ ở một cái ngân bàn lý chứa mấy quả nấu chín khoai tây, một người dùng thì lấy một khối, quyền đương là xứng đồ ăn. Này hội nàng tài có thiết thân cảm thụ, cây nông nghiệp tại đây chút thủy thượng phiêu bạc mọi người trong sinh hoạt thật là cực độ khan hiếm tài nguyên. Nàng trong mâm kia mấy quả cũng không tốt ăn giả quả, đại khái đã xưng được với là hoàng gia đại ngộ. Cơm chiều tiến hành đến một nửa, bỗng nhiên có người theo ngoài cửa lớn chạy vào, tiến đến Isa ắt bên tai nói mấy câu gì. Sau đó còn có nhất tiểu bộ phận nam nhân đứng lên tập thể đi ra ngoài. liticia không biết phát sinh cái gì, nhưng là xem bọn hắn biểu cảm tựa hồ không có gì đại sự. Hắn còn mùi ngon cầm lấy xương cá đầu cắn, thấy nàng bất động, liền thân thủ mò khỏa trái cây đưa qua. Nhưng liticia thế nào còn có tâm tình để ý đến hắn bởi vì này hội có mấy cái áo quần lố lăng nhân bị mang theo theo cửa tiến vào, có đại hồ tử lão nhân, tiểu vóc người thiếu niên, cầm đầu một thanh niên nam nhân trên vai còn đứng một cái hoa sắc vẹt. Isaac gặp con cọp nhỏ không quan tâm hắn, lại dơ trái cây đi phía trước tặng đưa, nhưng nàng lực chú ý giống như bị cái gì hấp dẫn, thì hắn như không có gì. Khi bốn năm cái nam nhân mặc lam lũ y bào, bẩn nhìn không ra nhan sắc, gió thổi ngày phơi gương mặt da bị nẻ ngâm đen, hồ cặn bã đầy mặt. Bọn họ kéo chút phá gói to phá thùng, cũng là thập phần hình dáng thê thảm. Đại khái là Leticia biểu cảm rất tò mò, Isaac yên lặng đem trái cây thu hồi mà nói nói. Ta thuyền viên nhặt được một con thuyền phiêu lưu thuyền nhỏ, bọn họ là lưu lạc nhân. Thế giới lớn như vậy, cơ hồ 99. 99% đều đã bị nước biển bao trùm, trong đó cũng có số ít không thuộc loại 36 chi thuyền lớn đội lưu lạc nhân, giống không có dựa vào lục bình không biết hội theo sóng biển phiêu lưu đến chỗ nào cho dù bỗng nhiên biến mất cũng không dấu vết mà tìm nhưng là như gặp được thích hợp thuyền lớn đội sẽ đem bọn họ hợp nhất như vậy dân du cư đội ngũ nhiều là một cái gia tộc hoặc là thôn xóm đại gia cùng nhau lại lấy sinh tồn mà isa ác trên thuyền xuất hiện này bốn năm cái nam nhân xem tuổi cũng rất giống là toàn gia huynh đệ phụ tử hảo tâm thủy thủ các ngươi nhất định đến từ xa xôi hải vực đi thật xin lỗi ta nghe không hiểu của các ngươi phương ngôn cầm đầu thanh niên nam nhân bất đắc dĩ nhức đầu còn thừa mấy người sắc mặt đều có vẻ kinh cụ cùng lo âu isaac thuyền viên vây quanh ở bên người bọn họ một đám cho nhau châu đầu ghé tai leticia chợt nghe thấy lưu loát thuần khiết tiếng phổ thông quả thực muốn cao hứng hỏng rồi nàng dùng sức tể khai isaac đi phía trước khóa một bước ngươi tên là gì nàng vừa xuất hiện, vài cái lưu lạc nhân đều nhìn chầm chầm nhìn đi lại, Isaac đem nàng hướng phía sau lôi kéo, Leticia không cam lòng, vụng trộn theo hắn phía sau thăm dò xuất ra đánh giá. Cầm đầu nam nhân thấy vậy, vội vàng đi phía trước nửa bước sau đó quỳ một gối xuống. Tên của ta kêu ao ẩn, ta tổ tông từng là vì hoàng gia hiệu lực quân nhân, sau này vương đô trở nên càng ngày càng nhỏ, chúng ta biến thành lưu vong thủy dân. Này nam nhân ánh mắt lượng đắc tượng sao, giống như nhìn thấy gì bảo tàng ngài là chân chính công chúa ta nguyện ý cuộc đời này vì ngài cống hiến hắn trên vai vẹt hợp thời bay xuất ra tha nàng xoay quanh một vòng lạc ở trên vai nghe lời cực kỳ leticia cảm giác trong lòng kích tình mênh mông đại khái là này trên thuyền lại không có người con mắt xem nàng nay dường như lại tìm về làm đế quốc công chúa khi cảm giác đứng lên đi quân nhân bọn họ hai người dường như gặp nhau hận trễ ác liền đứng ở bên cạnh yên lặng bàn quan, gặp này không biết nơi nào toát ra đến lưu lạc quân nhân dùng lời ngon tiếng ngọt đem công chúa đậu thật sự vui vẻ. Này vẹt có thể nói, thật lợi hại. Leticia dùng ngón tay đùa lưu lạc nhân điểu, tiểu gia hỏa kia thực thông minh theo nàng động tác cao thấp bãi đầu, phát ra, ngươi hảo, ngươi hảo, tiếng kêu. Bởi vì nó hôm nay may mắn gặp được đế quốc Minh Châu, đương nhiên muốn hảo hảo biểu hiện. Ao ẩn thuận miệng nói. Leticia lại hỏi. Vậy ngươi nhóm dựa vào cái gì sinh tồn, sẽ không lạc đường sao? Người này ngồi xếp bằng ngồi ở nàng trước mặt, nâng mâm không khách khí ăn nhiều đặc ăn, nghe vậy cười rộ lên. Quốc thổ đều không có, đàm gì lạc đường. Đến nơi nào đều là gia A. Leticia bị kìm hãm, lại thấy hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, nhìn không được nói. Các ngươi muốn tìm nơi nương tựa thuyền lớn đội sao? Như vậy tốt xấu không cần như vậy vất vả. Ta có thể cho ngươi giới thiệu, Isa ắc tuy rằng thoạt nhìn bất cận nhân tình. Ta công chúa, so với đồ ăn, ta càng muốn muốn tự do. Ao ẩn mặt triều nàng quỳ một gối xuống, giấu ở rối tung tóc mái phía dưới ánh mắt nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm, lại không có gì cảm kích thần sắc. Ngài không muốn tự do sao? Đường đường đế quốc huyết thống thuần khiết công chúa, Ngài là duy nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế cam tâm liền như vậy dựa vào người khác mà sống. Leticia ngây ngẩn cả người, nàng còn không có mở miệng, một người đi tới phía sau. Hồi đi ngủ. Isaac hai tay ôm ngực đứng, ánh mắt lạnh băng băng xem thượng nam nhân, người sau rụt lui ảnh bán thân bóng dáng lui về sau đi, rất nhanh liền bao phủ ở trong đám người. Hắn chán ghét theo người khác trong miệng nghe được ta công chúa, bốn chữ. Leticia không tình nguyện đứng lên, đi theo Isa ắt hướng trong khoang thuyền đi. Người này, hắn luôn thích dùng mệnh lệnh miệng nói chuyện, lúc này thường sẽ làm nàng cảm thấy, chính mình chính là một cái có màu vàng lông chim vẹt mà thôi, không, nàng thậm chí liên vẹt cũng không như. Hai người một trước một sau trầm mặt trở lại phòng ngủ, Leticia chính mình thay đổi quần áo đi đến trên giường, mặt triều vách tường nằm, giống điều sâu lông giống nhau nhắm lại lỗ tai. Isa ắt quan thân mình tọa ở bên cạnh đợi một hồi hôm nay từ từ sẽ đến đâu. Leticia sửng sốt, ở trong chăn mấp máy xoay người lại, thấy hắn vẻ mặt chờ mong, thậm chí đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mở ra song trưởng. Lại tới nữa. Từ cho một cái lấy cớ, hắn liền đem lấy cớ trở thành lý do. Đi lại. Isaac mở ra ôm ấp, Leticia tạm dừng một lát, bắt buộc chính mình chuyển đi qua ôm lấy hắn. Nàng tóc thuận hoạt, hai người ôm ấp thời điểm hội giống màu vàng thác nước giống nhau trút xuống ở hắn trên cánh tay, thân thể của nàng cũng là hương thơm mà mềm mại. Nhưng là hôm nay Isaac ôm nàng thời điểm, cảm giác con cọp nhỏ tựa như một khối bị đông cứng bơ, lại lãnh lại ngạnh. Tốt lắm. Bất quá vài giây chung, nàng liền bước ra rời đi, không nói được lời nào lại lùi về góc tường. Isaac yên lặng thu hồi cánh tay, kề bên nàng nằm xuống đến, đêm mát như nước, trong khoang thuyền không nói gì thanh nhưng hai người ai cũng không có ngủ cứ như vậy đến sau nửa đêm leticia chính mơ hồ bỗng nhiên một trận cảnh báo vang lên đến có địch tập là lưu vong hải tặc tác giả có chuyện muốn nói công chúa không hoàng mỹ nhưng là người tốt nam chủ cũng không hoàng mỹ nhưng là tốt nam chủ chương 7 thứ bảy giọt thủy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái gì hải tặc? Leticia mạnh ngồi dậy, gặp bên người Isaac đã nhanh chóng xoay người xuống giường, hắn đem chui này màu vàng xoa kích cầm ở trong tay, quay đầu lườm nàng liếc mắt một cái. Đứng ở này, không cần đi ra ngoài. Sau đó giống trận gió giống nhau biến mất ở trước mắt. Nàng bên tai là các loại lửa đạn nổ tung nổ, nước biển làm như có sinh mệnh, ở hỏa dược phá hư hạ không ngừng nổ vang, đầu sóng giả ở thuyền sát thượng, dưới thân ván giường lung lay thoáng động. Trong phòng gì đó quan ngã trên đất, ngoài cửa hành lang nơi nơi đều là hỗn độn tiếng bước chân, cùng với nhân thét chói tai cùng tiếng gọi ầm ĩ, Leticia ôm lỗ tai cả người phát run. Như vậy chiến đấu, như vậy không có lý do gì chiến đấu. Đêm không sao, liên nguyệt lượng cũng biến mất không thấy. Mặt biển thượng nguyên bản chỉ có thể nhìn đến ảnh ngược nhiều điểm đèn đuốc, nay lại giống thiêu đỏ mạch cán đồng ruộng giống nhau sáng ngời, kia phiêu phù ở mặt nước liệt hỏa hừng hực, là bị đánh trúng mảnh nhỏ. Đáng giận, thật là du đảng hải tặc, bọn họ khi nào thì theo kịp. Khoảng cách lưu ngư hào bất quá nhất hải lý tối đen dưới trời đêm, có một sáng ngời ánh sáng điểm chính bất khoái không chậm theo, giống u giống nhau bất quy tắc thân thuyền, cao treo cao quải màu đen buồn, công khai chiêu cáo mọi người. Bọn họ là không bị gì đội tàu cho phép, lưu vong ở đại hải thượng cường đạo. Gia tốc, bỏ ra bọn họ. Động cơ nổ vang, lưu ngư hào dơ lên buồn, ở tối đen trong bóng đêm cùng thuyền hải tặc triển khai thủy thượng so đo. Nhưng là theo hải tặc chủ trên thuyền tách ra một con thuyền chiếc thuyền nhỏ, thừa dịp bóng đêm bay nhanh chạy gần, giống cá mập giống nhau bất tri bất giác vây quanh bọn họ, giống như quần thể săn thú giả tẩu Nhất hải lý, ở nay mặt biển thượng, này khoảng cách đã là gần đến không thể tưởng tượng. Nếu không phải radar thất bị xâm nhập, bọn họ căn bản không có cơ hội chạy đến như vậy gần địa phương. Nữ nhân cùng đứa nhỏ toàn bộ chuyển dời đến khoang thuyền hạ. Isaac đột nhiên xuất hiện, chỉ huy mọi người rút lui khỏi. Không ngừng có linh tinh lửa đạn oanh kích sàn tàu cùng mép thuyền, bỗng nhiên một trận phá phong thanh âm, hơn 10 căn cương tác bay vụt mà đến, nháy mắt đinh ở trên mạng thuyền kéo thẳng tắp. Đây là thuyền hải tặc phóng ra thiết câu, bọn họ bằng vào loại này kỹ xảo, có thể đem thuyền lớn toàn bộ bám trụ, đuổi theo về sau tự thành trở thượng cá thịt. Mau chặt đứt xích sắt. Isa một đao chặt bỏ đi, dây thép băng một chút nháy mắt đạn lùi về đi, thân thuyền cũng đi theo toàn bộ kịch liệt lay động đứng lên. Thủ lĩnh, bọn họ đánh cắp một trận ki giáp. Tài công chính hai đờ vội vã tới rồi, Isa nhìn nhìn trước mắt chiến cuộc, bởi vì bị ban đêm đánh lén, ngân đao lưu ngư hào bị vây bị động trạng thái, có một chút thuyền nhỏ đã dựa vào thật sự gần. Ta điều khiển ki giáp phóng ra. Nhưng là không không một còn không có trang bị vũ khí. Hai đời còn chưa có phản ứng đi lại, trợn mắt há hốc mồm mà xem hắn điều khiển màu bạc ki giáp lên không, khổng lồ kỳ thể hóa thành một đạo bóng dáng phút chốc hướng đối diện thuyền hải tặc bay đi. Isaac xem biểu hiện bình mặt trên số liệu. Năng nguyên còn thừa 80%, vũ khí. Không, trừ bỏ trên cánh tay trang bị to lớn ngư xoa, hắn trên cơ bản là lõa, trên người trận. Ngươi thật là có đảm lượng chính mình đi lại. Trước mặt tối như mực thuyền hải tặc thượng dần dần hiện lên một trận đồng dạng vẽ ngoài kia giáp, bên trong thao tác viên rõ ràng chính là phía trước lưu lạc nhân, ao ẩn. Thuyền lớn dài, ngươi có phải hay không hẳn là khen ngợi ta? Ta lựa chọn ưu tiên phá hư ngươi phương ra đa, mà không phải đi cường công đà thất, loại này trí mưu đủ để đảm nhiệm thuyền trưởng thôi. Ao ần điều khiển không không hai vòng quanh cột buồm phi tường một vòng, thuyền hải tặc thượng mọi người cũng đem thương pháo nhắm ngay Isaac. Này giá kỳ thể cũng thật thuận tay, cảm ơn thuyền lớn dài đem nó tặng cho ta. Ao ần ngừng lại, cầm trong tay vũ khí nhắm ngay hắn, khác, cũng cho ta đi. Đối mặt hắn kiêu ngạo Isaac không có gì phản ứng, hắn điều khiển trống không một vật không không một huyền phù ở đối diện nhắm lại miệng, lăn ra đây. Chung quanh yên tĩnh như vậy một giây, ao ẩn giận dữ phản cười, ngươi liền tiếp tục kiêu ngạo đi, đợi lát nữa vài phút, ngươi thuyền cùng công chúa liền đều là của ta. Hắn tà tà cười rộ lên. Nổ súng. Leticia chính nghiêng ngã lão đảo đỡ lan can đi, bỗng nhiên một trận mãnh liệt phá thanh truyền đến, ngẩng đầu nhìn đi, gặp cách đó không xa bầu trời hoảng như yên hoa nở rộ giống nhau sáng lên một mảnh lại một mảnh điểm sáng nàng xa xa nhìn thoáng qua, không biết ở nơi đó là ai. Thân thuyền lay động càng ngày càng kịch liệt, bởi vì vừa rồi phao lên thuyền thân xích sắc, lưu ngư hào tiến lên hoảng chậm lại, đã có hơn 10 chiếc hải tặc thuyền nhỏ đến gần rồi hai sườn, bọn họ vung súng ống hướng trên thuyền bắn, không ngừng phát ra viên đạn lao qua sắc lá chói tai minh vang. Phanh, bỗng nhiên một trận vĩ đại phá thanh đánh úp lại, đinh tai nhức ốc xâm nhập đầu óc, thân thuyền bắt đầu kịch liệt lay động, giống như tùy thời đều phải phiên đổ. Tầng đỉnh khoang thuyền bị đánh trúng, sàn tàu hư hao, cuộc sống khu bại lộ. Nơi đó đều là đứa nhỏ. Mau phái nhân dời đi. Tình hình chiến đấu không ngừng thăng cấp, hai đờ vừa mới tiến nhập 003 hào kỳ giáp, theo trong tầm nhìn bỗng nhiên nhìn đến một cái tiểu cô nương theo sương khói lý chạy đến, thân ảnh bại lộ ở trên sàn tàu. Thais. Nàng cách đó không xa chính là vừa trèo lên đến hải tặc trong tay hắn họng súng đã nhắm ngay, Thais bị sợ hãi, nháy mắt đứng ở tại chỗ. Điện quan hỏa thạch trong lúc đó, một người phi thân nhảy ra, ông nữ hài tử ngay tại chỗ lăn một vòng, thân thể sát đường đạn, phanh một chút tạp trên mặt đất. Hai đờ trong phút chốc phản ứng đi lại, nâng tay nhất thương, chỉ thấy kia hải tặc nhuyễn đi xuống. Nàng thế nào đến bên ngoài đến? Nguyên bản trốn được trong khoang thuyền nhân đều sợ ngây người, Leticia không biết cái gì thời điểm chạy ra an toàn khu, trong tay bế khối tấm trắng lung lay thoáng động đứng lên. Như vậy không có ý nghĩa chiến tranh, ta lệnh cho ngươi nhóm đình chỉ, nếu thật sự muốn tiếp tục trong lời nói, đến A, à, hướng ta nổ súng. Công chúa tim gầy thân ảnh đứng lại trên sàn tàu, phía sau bị sợ hãi tiểu cô nương nhanh ôm chặt đùi nàng, phần phật gió biển thổi trên người nàng quần áo phi vũ, duy độc nhất song trong suốt ánh mắt thủy chung kiên định một người cô linh linh đi đến nhân thế, lại một người cô linh linh rời đi, yên lặng bị hỗn độn trắng nuốt. đây là nhân sinh trên đời tàn nhẫn nhất, thực ít có người có thể thản nhiên đối mặt chuyện thực. hoàng tộc sống cả đời là sống, thủy dân sống cả đời cũng là sống. cho dù đế quốc công chúa đã hai bàn tay trắng, cho dù tất cả mọi người quên ta là ai, ta a, à, còn là muốn bảo hộ nhân dân của ta. isaac chính tránh đi ao ẩn nên diện nhất kích dường như minh minh trung có điều cảm hắn mạnh quay đầu gặp biểu hiện bình thường có nho nhỏ một điểm bóng người trữ đứng ở mũi thuyền thực dễ dàng bị xem nhẹ hắn lại bỗng nhiên mở to hai mắt hai đờ khởi động xương cá là ra lệnh một tiếng thuyền sát ngoại sườn chậm rãi lậu ra một loạt trống rỗng trong đó che giấu tràn đầy mấy chục mai họng súng đen tối giống ngư thứ sau đó ánh lửa một điểm một điểm xuất hiện cả một hàng giày đặt đạn dược bắn ra Phút chốc ở này hạ thuyền hải tặc nổ tung ánh lửa một mảnh. Nguyên bản tưởng tha các ngươi một mạng, dù sao hiện tại dân cư rất thưa thớt. Nhưng mà ta phát hiện, các ngươi đã không phải người. Isa ác nói. Hắn đối diện ao toàn bộ dọa choáng váng. Trên thuyền thét lên thanh âm hắn ở trong cabin đều có thể nghe được. Có thiêu cháy hải tặc chạy như điên ở trên sàn tàu lăn lộn, có rõ ràng nhảy vào hải lý. Trường hợp hoặc nhìn thập phần thảm thiết. Ngươi các ngươi. Nguyên vốn tưởng rằng chính là một trận vô danh thuyền nhỏ, nhưng là hiện tại. Hắn có phải hay không tìm lần mục tiêu? Leticia xem ngay người, nàng gặp vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong thuyền hải tặc nháy mắt bị nghiền áp hủy diệt, ngân đao bọn thủy thủ cũng khởi xướng phản công, bắt đầu giống thu gặp mạch cán giống nhau một con thuyền một con thuyền đánh trầm tiểu hải đạo thuyền. Phanh, trước mặt một căn thiết câu bị nhân chặt đứt, người nọ nói ra cây đại đao, thấy nàng nhìn qua, nhị ha không nói cũng ném cho nàng một phen. Người nọ là mẫu thân của Thais, ban ngày phùng phùng bổ bổ lao động phụ nữ. Leticia xem trong tay đại đao, cắn chặt răng hét lớn một tiếng, xông lên đi khảm một khắc sườn một căn thiết câu, a a a. Nàng mảo chân khí lực, đông đốt đông đốt ở xích sắc thượng huy khảm, lưu lại mấy đạo đao ngấn. Nàng bên này nỗ lực, chiến đấu, Isaac ở kỳ giáp lý biểu hiện bình thường kỳ thật cũng luôn luôn tại xem nàng hắn một bên phân thần ngăn cản ao ẩn điên rồi giống nhau tiến công, một bên còn phải chú ý chiến cuộc. Ngươi hủy chúng ta. Ngươi đến cùng là ai? Ao ẩn đỏ mắt, điều khiển Không Không 002 tả đột hữu tiếng, hắn trang bị muốn đầy đủ hết nhiều, so sánh tương đối mà nói Isaac chỉ có thể dùng cương xoa đánh trả. Này đại khái là cho ao ẩn tạo thành ảo giác, trong lúc nhất thời xúc động áp chế lý trí, hắn bỏ qua súng ống, cũng chấp khởi trong tay vũ khí lạnh vọt đi lên. Isa ắt máy móc về đỡ, cấp trên thuyền thủy thủ kéo dài thời gian. Ta đại khái biết ngươi là ai? Ao ẩn bỗng nhiên nói. Ngươi là ngân đao tân nhậm thủ lĩnh, danh bất chính ngôn không thuận phản loạn giả. Isa ắt nhíu nhíu mày, trên tay động tác biến đổi, không không một vung cương xoa mạnh một điều, ao ẩn khống chế khi giáp nháy mắt không có hoàng thủ lực. Vũ khí rời tay, liên nói chuyện cơ hội đều không có, Isa ắt dùng sức đem cương xoa nhất thứ, ao ẩn khoan điều khiển lý sẽ không có thanh âm. Câm miệng. Đợi đến nửa giờ về sau còn sót lại hải tặc toàn bộ bị tiêu diệt, Isa ắc mang theo hai giá kỳ giáp trở lại trên thuyền. Thủ lĩnh, không không hai khoan điều khiển bị đâm xuyên qua. Đúng vậy, hơi chút phế đi điểm công phu, phiền toái các ngươi sửa chữa. Hắn đỡ dây thừng thép hoặc xuống đất mặt, nhìn về phía cách đó không xa đỡ rào trắng nhìn ra xa Leticia, nàng đang xem đối diện mặt biển thượng kia chiếc thuyền hải tặc, thân thuyền đã chìm nghiễm một nửa, mặt biển thượng nổi lơ lửng một ít rác cùng hài cốt. Isaac đứng lại cách đó không xa xem nàng, cho dù bối cảnh là cuồn cuộn yên trần, cho dù váy niêm thượng hắc bụi, nàng cũng thủy chung vẫn duy trì ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vài năm trước sự tình, khi đó hắn lần đầu tiên điều khiển kia giáp, săn đến một cái đuôi dài xa. Isaac, ngươi thực cường tiền nhiệm ngân đao hạm trưởng giáp đem hắn cá mập ném tới một bên, đi tới vỗ vỗ mặt hắn, nhưng ngươi là loại kém nhân, ngươi lại thế nào ưu tú, ngươi vĩnh viễn đều là loại kém nhân. Chương 8 Thứ 8 Giọt Thủy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đánh trầm thuyền hải tặc sau, ngân đao hạm đội thủy thủ bắt đầu vớt chiến hậu phế tích, lưu ngư hào ngừng ở lại đây phiến hải vực, giống chỉ nổi tại trên mặt nước con vịt. Trong khoang thuyền lạc đầy bụi, Thất linh bác lạc mảnh nhỏ nhường thân thuyền thoạt nhìn thê thảm cực kỳ. Leticia ôm cánh tay đứng lại trên sàn tàu, xem mọi người lôi kéo các loại theo trong nước tha xuất ra trương gỗ, trụ thùng. Phá hài đi qua. Ô ngươi lập ngô. Có hai người đi đến bên người nàng, là Thais cùng mẫu thân của nàng. Các nàng thập phần cung kính triều nàng xoay người hành lễ, sau đó nhào tới ôm lấy nàng. Leticia nghe thấy tên kia mẫu thân ở nàng bên tai nhẹ giọng nói chuyện âm điệu thập phần mềm nhẹ, giống chậm rãi chảy xuôi tiểu hà. Tài công chính hai đờ chỉ huy thủy thủ đêm còn có thể dùng sắc lá thiết phiến đều túng đi lên, quay đầu liền nhìn đến này một màn. Nguyên vốn tưởng rằng nàng chính là cái bình hoa. Isa Hiện tại đâu? Hai đờ nuốt nuốt nước miếng. Dũng cảm bình hoa, thủ lĩnh lựa chọn tổng không sai. Mọi người vớt một đêm, ở nắng tảng sáng thời điểm, mặt biển vừa nặng hồi bình tĩnh. Lưu Ngư Hào tổn thất không nhỏ, một tầng khoang thuyền trần nhà cơ hồ đều hủy hoại, may mắn không có nhân viên thương vong, duy nhất an ủi cũng chính là này thuyền hải tặc vật tư có chút phong phú. Đại khái là giống như vậy cướp bóc không ít độc hành thuyền, bọn họ đầy đủ lao ra 4 năm cái trang mãn tài bảo thùng, còn có rất nhiều có thể sử dụng thuyền nhỏ, súng ống chờ vật. Chỉ là vì hỏa hoạn, quần áo lương thảo đều thiêu hủy. Thủ lĩnh, bắt đến hai gã tù binh mệnh đại sống sót mấy hải tặc vì tránh né thương hỏa nhảy vào hải lý, kết quả vẫn là giống võng ngư giống nhau bị nắm lên, bọn họ quật cường ngẩng đầu, không trên một tiếng. Chúng ta sẽ không đầu hàng. Hải tặc thề sống chết bất khuất. Nga Isaac đánh giá phiên hai người, các ngươi không phải thích giả trang lưu lạc người sao, tốt, như ngươi mong muốn. Leticia không biết bọn họ cho nhau đang nói cái gì, nhưng là rất nhanh, nàng liền nhìn đến hai đờ cầm khối phá bông thuyền tử quan tiếng hải lý, sau đó đem kia hai cái hải tặc cũng đã đánh mất đi xuống. Bọn họ liều mạng đạp nước, theo mặt biển thượng trồi lên đầu đến, hai người tay chân cùng sử dụng trèo lên phá bông thuyền, điên rồi giống nhau lấy tay hoa thủy ý đồ nhanh chút rời đi. Lúc này bọn họ là chân chính lưu lạc người. Khởi động một lần xương cá, muốn hao phí lưu ngư hào 13% năng nguyên may mắn chúng ta đã nhanh đến lãnh hải. Vài cái thủy thủ một bên sửa sang lại chiến lợi phẩm một bên khe khẽ nói nhỏ. Khoang thuyền tầng dưới chốc tua chấm nổ vang, ở đuôi thuyền lục ra tuyết trắng bọt biển đến, bọn họ đang ở toàn tốc chạy hướng ngân đao hạm đội lãnh hải Z30, Z100 khu vực. Trận này tiểu chiến dịch, chính là triển lộ ngân đao hạm đội một phần thực lực. Leticia cảm giác chính mình giống như suy nghĩ nhiều quá, này đó thủy dân đối với chiến tranh tập mãi thành thói quen, hơn nữa áp căng không đem kia thuyền hải tặc để vào mắt. Nhưng là radar thất bị xâm nhập làm cho bọn họ nổi lên cảnh giới tâm, từ nay về sau giải cứu đi lên dân du cư đều phải nhận đến tạm giam. Leticia muốn cùng Thais bọn họ cùng đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi, nàng hơi mệt, nhưng là Isaac cố chấp đem nàng mang theo trên người, giống lưu cậu giống nhau mãn sàng tàu đi tới đi lui. Muốn sao? đây là thuyền hải tặc thượng vàng. Hắn chỉ vào nhất trương tài bảo nói. Cho ta sao? Không cho ngươi, này đó muốn bắt đi đổi vật tư. Leticia biểu môi, may mắn nàng không đối người kia ôm bao nhiêu hy vọng. Này cho ngươi. Isa ác quan sát một phen nàng biểu cảm, yên lặng theo trong túi xuất ra một thanh ngân đao đưa qua đi, đây là ta trước kia dùng qua đao. Leticia nhíu mày, nghĩ rằng ngươi cho ta một cây đao, ta còn chưa có chạy tới đâu đối diện nhân viên đạn liền đem ta đánh xuyên qua. Nhưng nàng ở mặt ngoài chỉ có một chút điểm không tình nguyện, không nói cái gì rất nhanh liền nhận. Leticia nghĩ nghĩ, cố ý làm ra cao hứng bộ dáng, lộ ra tự nhận là đẹp nhất mỉm cười. Cảm ơn. Nhưng là bình thường chỉ cần nàng cười sẽ nhìn chầm chầm mảnh xem Isaac hiện tại thế nhưng chuyển mở ánh mắt, hắn xoay mặt, bước nhanh tránh ra, lưu lại nàng một người đứng lại tại chỗ. Ăn sai dược A à. Isa ác điểm ấy tiểu tình tự nàng không có tiếp thu đến Rất nhanh Leticia liền phát hiện tân biến hóa Tối hôm qua ở trên sàn tàu cứu thai sau Nàng ở thủy dân lý nhân duyên bỗng nhiên hảo đi lên Như là đột nhiên nhất lên thời thượng triều lưu Nàng thành người gặp người thích minh tinh Lấy mẫu thân của Thais cầm đầu phụ nữ đoàn Chỉ cần thấy nàng liền sẽ tới thân thiết ôm ấp Bọn nhỏ vây quanh nàng ca hát Đưa cho nàng các loại thủ công chế phẩm Sương cá ma xuất ra lượt điểu mau bệnh phát thẳng chưa bao giờ từng có lễ nghi bọn thủy thủ cũng không giống phía trước như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nàng nhìn liền ngay cả phân đồ ăn lão tóp đều sẽ nhiều cho nàng nhất trước đồ ăn cám ơn leticia xem trong mâm cố ý nhiều thịnh khoai tây bùn gật đầu nói tạ thais gia lão tóc vội vàng khoát tay hướng nàng so với một cái nắm tay đặt ở ngực động tác này đó thay đổi nhường Leticia tìm về một điểm làm công chúa khi vạn nhân triều bái cảm giác, nhưng hết thảy ở đối mặt Isaac thời điểm đều ẩn giấu đi. Nàng yên lặng cúi đầu ăn cơm, dường như nhìn không tới hắn nhìn chầm chầm chính mình giống nhau. Ta đưa cho ngươi đau đâu? Hắn đột nhiên hỏi. Leticia trong tay thì không ngừng, đầu cũng không trả lời. Rất sắc bén mang theo không có phương tiện, ta hãy thu đi lên. Isaac thanh âm nghe không ra cảm xúc, rầu rĩ nói. Đó là ta tặng cho ngươi, ngươi muốn nghe ta trong lời nói. Ngươi cho ta, thì phải là ta gì đó. Leticia không chút suy nghĩ bay nhanh phản bác nói, Isaac bị nghẹn bị kìm hãm. Người kia, bình thường nói chuyện luôn dùng mệnh lệnh ngữ khí, một bộ cao cao tại thượng bộ gián, nàng cho rằng hắn có bao nhiêu cường thế đâu, nhưng mà thời gian dài quá mới phát hiện, kia tựa hồ chính là hắn nói chuyện phương thức. Luận võ mồm, Leticia tự tin tuyệt sẽ không bại bởi hắn nàng cố ý ngỗ nghịch hắn không ấn hắn nói đến nàng cũng không biết chính mình là muốn khiêu chiến hắn cực hạn vẫn là cố ý muốn chết tựa như như bây giờ Leticia rõ ràng cảm giác được hắn theo buổi sáng bắt đầu ngay tại không hiểu sinh khí theo lý tính đi lên nói nàng hẳn là đi lấy lòng hắn nhưng là nàng không có ngươi có thể ra lệnh cho ta đem ngươi đao mang ở trên người nhưng này không phải xuất phát từ ta chính mình ý nguyện. Ta không nghĩ làm như vậy. Nàng không nghĩ quan tâm y sa ác này mặc danh kỳ diệu nảy sinh tiểu tình tự, cho nên chỉnh đốn cơm nàng liếc mắt một cái đều không có cho hắn, nhưng người sau nhưng cũng không thể nề hà, chính là liên tiếp nhìn qua. Cũng là phi thường phi thường dung túng nàng. Đại nhà ăn bên trong nhân thập phần vui vẻ, có lẽ là sắp về nhà, lẫn nhau hưng phấn tàn đều tàn không được duy độc hai người này chỗ vị trí yên tĩnh một mảnh, liên độ ấm tự hồ đều so với bên cạnh lãnh mấy cách. Thủ lĩnh, chúng ta còn có một ngày là có thể tới lãnh hải, vừa vặn đuổi ở năng nguyên hao hết phía trước. Tốt lắm, nhưng đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Isa ác lạnh mặt nói. Hai đờ gật đầu, lui ra phía sau vài bước chà sát cánh tay. Thế nào cảm giác chiếc bông? Leticia tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là cũng theo đại gia phản ứng lý phát giác manh mối. Bọn thủy thủ đem vật tư cùng chiến lợi phẩm đôi thượng sàn tàu, các nữ nhân phụ trách kiểm kê, liên thai bọn họ đám kia tiểu hài tử, cũng bắt đầu tự giác thu thập nổi lên đồ chơi. Này giống như là đi xa nhân rốt cục phải về nhà khi giống nhau. Nhưng đối nàng mà nói không giống với, kia ý nghĩa một cái hoàn toàn mới xa lạ thế giới. Isaac mang theo Leticia trở lại nghỉ ngơi khoan thuyền, hắn xem nàng cúi đầu dùng xương cá lược chải vuốt tóc dài, hai gò má che khuất thấy không rõ lắm. Hắn nguyên vốn định liền như vậy đến trên giường đi, nghĩ nghĩ lại xuống dưới bắt đầu thanh để ý chính mình. Trên cơ bản nhanh đến mục đích thời điểm, tài nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nước ngọt sắp khô kiệt, có thể làm đơn giản thanh khiết đã thực xa xỉ. Nhưng mà chờ hắn làm sạch sẽ chính mình, phát hiện Leticia áp căng liền không liếc hắn một cái, nàng ngồi ở đầu giường không biết đang nghĩ cái gì ngươi liền như vậy thích nghe những lời này hắn bỗng nhiên nói hắn khẩu âm rất không tiêu chuẩn leticia không phản ứng đi lại cái gì isa ác mặt trầm xuống đi đến bên người nàng hắn không mặc quần áo trên người màu đỏ đồ đằng ở buổi tối thoạt nhìn hơn nữa có xâm lược cảm ngươi tồn tại là đế quốc châu báu ánh mắt ngươi so với châu báu thượng kim cương còn muốn mê người Ngươi thích nghe hắn nói mấy lời này đúng không? Leticia biết hắn nói là ao ẩn, phụng phiệu phản bác nói. Ta không có. Làn da ngươi như thế trắng nõn, ngươi môi tiên diễm ướt ác. Hắn mặt không biểu cảm lặp lại này toan hủ ca ngợi chi từ, Leticia cảm giác ngượng ngùng không chịu nổi, trên mặt càng ngày càng hồng. Đủ đủ, ngươi không cần lại nói. Nàng ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, ta, ta không thích nghe nói như vậy. Isaac xem nàng bên tai đều đỏ, nguyên bản không cảm thấy cái gì tâm bỗng nhiên xí nóng lên. Ngươi thích ao ẩn sao? Hắn mặc danh kỳ diệu hỏi. Ta đương nhiên không thích hắn. Đây là một cái làm người ta vừa lòng trả lời. Khi hôm nay từ từ sẽ đến đâu? Leticia sửng sốt, ngẩng đầu lại nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng. Nàng không hiểu khẩn trương đứng lên, chậm rãi chuyển đi qua ôm lấy hắn thắt lưng, qua vài giây chung liền bay nhanh tách ra cũng chỉ là như thế này hắn nhíu mày nói leticia run run bỗng nhiên sợ hãi dậy lên vậy ngươi muốn thế nào nàng quên hắn theo ngay từ đầu liền biểu lộ lập trường hắn muốn cùng nàng ngủ trong hoàng cung trân quý sách cổ cũng không có gì một quyển đã dạy nàng ở đối mặt một cái phát tình kỳ trưởng thành nam nhân ứng nên làm như thế nào cũng không có thế nào quyển sách có thể giáo nàng, thế nào tài không mất thân A. Chương 9 Thứ 9 giọt thủy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngươi nói, từ từ sẽ đến, cũng chỉ là như thế này mà thôi. Gặp Leticia không có trả lời, hắn tự hồ không có tính nhẫn nại, thẳng đứng dậy đi đi lại. Nàng dần dần bị buộc đến góc tường, cảm giác bên trong ngọn đèn đều không hiểu hôn ám lên. Ngừng ngừng ngừng. Leticia dựa lưng vào đầu giường, nàng dùng hai tay miễn cưỡng để hắn ngực, hai người dựa vào như vậy gần, hắn mùi không ngừng hướng nàng trong lỗ mũi chui. Này, Hảo ở chung Hảo nói chuyện, linh tinh lỗi thấy tất cả đều không thấy, nhắc nhở chính nàng hiện tại là cái không có tự do thân thể tù binh. Mà ý đồ dùng ôm ấp đến kéo dài tự hồ đã không đạt được hiệu quả. Isaac, chúng ta tài nhận thức không đến một tháng. Leticia gian nan ngẩng đầu, giờ phút này ở hắn áp bách hạ hai người tư thế cơ thể phi thường ái muội cố tình này toàn phong bế trong khoang thuyền nàng không địa phương trốn trừ phi hiện tại lao ra đi một đầu chui vào trong nước biển như vậy nàng liền thật sự cùng thế giới hòa hợp nhất thể trở thành đế quốc trân bảo ngươi đã ở ta trên giường này từ đối hắn tự hồ khó khăn có chút cao isa tha vòng đầu lưỡi lại bổ sung thêm trên thuyền leticia nói không nên lời nói nàng giống chỉ bị trói chân con cua, có bao nhiêu nền móng cũng không đủ giải dụa, nàng nỗ lực quay mặt không nhường chính mình vừa chống lại người này ngực. Đối với chúng ta vẫn là người xa lạ. Xa lạ sao? Không. Isa ắt cúi đầu nhẹ nhàng khứu nàng tinh tế trắng nõn cổ, có một luồng tóc vàng truyền đến hắn trên ngón tay, xúc cảm mềm mại, hắn không dám dùng sức đẩy ra. Trên thuyền thủy thủ nói qua, nữ nhân mùi như là độc dược, càng nghe thấy càng hội say lòng người. Hắn không biết con cọp nhỏ có phải hay không độc dược, hắn chỉ biết là khoảng cách hắn lần đầu tiên thấy nàng là 6 năm trước, trí nhớ lại còn giống như là tân. Loại này mùi thúc dục, thúc dục hắn nhanh hơn tới gần nàng bộ pháp. Ngươi, ngươi làm chi, ngươi đừng cắn ta a. À. Leticia cổ mẫn cảm nhất, cảm giác hắn ở nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ sát, nhất thời thân thể quả quyết đã tê rần nửa thanh. Bởi vì làn da thái bạch, mặt đỏ nhất rõ ràng, này một hồi cổ liền biến thành anh đào sắc. Isa hiếp mắt nhìn nửa ngày, bỗng nhiên thật sự tưởng cúi đầu cắn một ngụm. Lệ đế thiến kéo. Là Leticia. Ngươi liên tên của ta đều nói không đối. Hắn thân thể một chút, có chút ảo não, quẩn bách nhức đầu. Nói thật, Isa bình thường xem đỉnh hung, đại khái là trên mặt cùng trên người màu đỏ đồ đằng rất bừa bãi khiến cho hắn biểu hiện ra ngoài khí thế thực cường, làm cho người ta một loại giả tính đến trong khung cảm giác. Nhưng là ngẫu nhiên bị nàng giận nói không nên lời nói, lộ ra mê mang vẻ mặt thời điểm mới là hắn người này chân chính bộ dáng. Mang theo một điểm bổn, một điểm ngốc, còn có một chút bướng bỉnh. Cái loại này bộ dáng nàng nhìn xem càng nhiều, tài có càng lớn lá gan khiêu chiến hắn, ở hắn trảo hạ cầu sinh. Isaac, ta dạy cho ngươi nhận được chữ đi, đổi ngươi dạy ta nói các ngươi trong lời nói. Leticia đẩy ra hắn tọa thẳng thân thể Người sau rất nhanh gật gật đầu Nàng cho rằng cái này giao dịch đạt thành Khi ngủ đâu Isaac xem nàng lại hỏi ngươi cùng ta cùng nhau ngủ sao Hắn còn tại chấp nhất cho từ từ sẽ đến Lúc này Leticia không thể lại lấy ôm ấp qua loa tắt trách hắn Nguyên lai like ở trong lòng hắn giao dịch cùng ngủ là hai chuyện khác nhau Nghĩ nghĩ nàng thân thủ kéo lại hắn Isa ắt cúi đầu xem hai người nhanh khấu mười ngón nàng độ ấm không có cách quần áo rõ ràng truyền lại đến hắn trên da này ta thích hắn hồi nắm đi lại dễ dàng đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay Leticia cũng thật không ngờ dễ dàng như vậy liền đem hắn dỗ tốt lắm đơn giản là một cái đơn giản dắt tay đến ngày thứ hai buổi chiều thời điểm bọn họ đi ngang qua một mảnh hải giường gồ ghề không trọn vẹn không được đầy đủ thiển hải vực thủy là trong suốt có thể nhìn đến đáy nước một đám hố. Lại phía trước cách đó không xa là một mảnh lục sắc hải vực, dường như thảo nguyên giống nhau. Khi mặt trên có rất nhiều phân tán khai hoạt động thuyền nhỏ chỉ, hàng đi được vung vút, giống như trên thảo nguyên bôn chạy dương. Cách gần, Leticia đỡ lan can đi xuống xem, mới phát hiện này lục sắc đích xác thực là thảo nguyên, ở thiển đáy biển bộ sinh cơ bừng bừng hải tảo, chi chít ma mật dài quá một mảnh, hải tảo là duy nhất ở hải lý sinh trưởng nở hoa thực vật, có thể nuôi sống đại bộ phận thực thảo động vật. Trong không khí dưỡng khí đại đa số là hải tảo cùng hải tảo sinh ra, mọi người không ăn hải tảo, nhưng là này thủy thủ thường xuyên đi săn tới nơi này ăn cỏ hải dương động vật, so với như hải quy. Lưu Ngư Hào ở kề bên bọn họ thời điểm liền bắt đầu phát ra minh tiếng sáo âm, rất nhanh còn có sổ chiếc thuyền nhỏ tha đi lại, khoan khoái theo ở Lưu Ngư Hào chung quanh, như là nghênh lộ tiểu binh hắc du đi. Ngươi có hảo hảo chiếu cố ta đại tướng quân sao? Hảo nha. Nó ăn ta một chậu cá khô. Tha suy thủ hướng tiểu người trên thuyền hò hét cái gì? Leticia cho dù nghe không hiểu cũng cảm nhận được bọn họ không gì so sánh nổi hưng phấn. Sau này nàng đứng ở đầu thuyền, xa xa nhìn lại, rốt cục minh bạch vì sao bọn họ như thế kích động. Đó là một tòa vĩ đại, sinh trưởng ở trên thuyền rừng rậm tòa thành. Thiên thượng có một đám tuyết trắng hải điểu ở lưu động, chúng nó thành quần kết đội vòng quanh nó phi tường, trên biển quay chung quanh chi chít ma mật các màu thuyền nhỏ, so sánh với, chính là kiến sào cùng kiến thở lớn nhỏ. Cách càng gần, Leticia miệng liền trương càng lớn. To lớn đảo nổi hai sườn kéo dài ra từng loạt từng loạt cố định trang bị, giống bến tàu giống nhau thuyên rất nhiều thuyền nhỏ. Lưu ngư hào chậm rãi dựa vào ngạn bị nó cố định lại về sau tự thành vì đại tòa thành đàn thuyền một phần. Bắt đầu có người thải nhỏ hẹp thiết cây thang hướng đảo nổi thượng đi, bọn họ nâng vật tư cùng chiến lợi phẩm hô ký hiệu, Leticia ngơ ngác đứng còn không có theo trong khiếp sợ hoảng quá thần lai. Này là của chúng ta đại bản doanh, nó kêu ngân đau hào. Isa ắc khiên màu vàng xoa kích đứng ở bên cạnh, đi thôi. Nghĩ nghĩ lại lộn trở lại đến, giữ lại nàng thủ. Leticia không yên lòng, bị hắn nắm đi đến trên thuyền lớn, không, này đã không gọi thuyền. Nàng theo cung đình tàn thư lý thấy qua, 36 chi đội tàu từng cái đều có được trung ương tối vĩ đại cư dân đảo, lại bảo chủ đảo nổi, đang có toàn thuyền quan trọng nhất nước ngọt chuyển hóa trang bị, bốn phía liên tiếp các thuyền nhỏ. Bình thường liền từ thuyền nhỏ nơi nơi tuần tra, khởi đến bảo hộ tác dụng. Loại này đảo nổi không dễ dàng rời đi lãnh hải, ít tiến hành hàng không hành, Địa vị không sai biệt lắm tương đương với một quốc gia thủ đô, ai cũng sẽ không nhường chính mình thủ đô nơi nơi chạy. Nhưng mà trong sách nhìn đến hòa thân mắt thấy đến là hai chuyện khác nhau a, à, Leticia bị Isa ắt dẫn theo, vòng quanh tú tích loan lỗ thiết thê hướng lên trên đi, mãi cho đến tối rộng mở giờ địa phương, mới phát hiện nơi này tựa hồ chính là sàn tàu. Thật sự là bởi vì trên sàn tàu đôi gì đó nhiều lắm. Không nhận ra đến Mép thuyền bên cạnh cả một hàng tú màu đỏ máy móc điếu cánh tay càng không ngừng đề kéo trọng vật. Mọi người điều khiển lớn lớn nhỏ nhỏ hình thù kỳ quái thay đi bộ dùng xe đến qua lại đi. Trung gian giống vi chương kiến trúc giống nhau thần kỳ phòng ốc một tầng lũy một tầng, dựng ra không thể tưởng tượng hình dạng, giống như người khổng lồ xếp gỗ. Màu đen màu xám là vách tường, các loại hoa sắc phơi nắng quần áo phiêu ở từng nhà phía trước cửa sổ, làm đẹp tại đây chút cuộc sống hơi thở trung là một gốc cây khỏa mặt lục sắc lão thụ, rắc rối khó gỡ, đêm này đó phòng ở phòng ở cùng đảo nổi gắt cao tương liên. Đêm này đó đều dở xuống đến. Nguyên bản lưu ngư hào thượng thủy thủ đem một đám trong rương gì đó đổ xuất ra, là này xử lý qua vẫy cá cùng nội tạng, Leticia xem trên sàn tàu trưởng những hoa hoa đó qua loa, đoán này đó đại khái sẽ bị làm thành sinh vật hữu cơ vì đến gieo trồng thu hoạch. Thuyền nhỏ thượng khoan xem ra là lâm thời nơi, nơi này mọi người ở ngân đao hào thượng đều có nhà của mình, thas một hồi bỏ chạy không ảnh. Mà Isaac một hồi đến chủ đảo nổi liền trở nên bề bộn nhiều việc, này một hồi đã có vài bác người đến tìm hắn, đương nhiên tự nhiên mà vậy liền buông lỏng ra hai người giao nắm thủ, tuy rằng hắn nhìn qua đỉnh không vừa ý. Leticia không kịp nhìn, cảm giác được chỗ đều là tân kỳ sự vật, bỗng nhiên một cái không chú ý, nàng bị sàn trong khe hở toát ra đến rễ cây bán một chút thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn trước mặt xuất hiện một bàn tay đem nàng chặt chẽ đỡ. Cảm ơn. Leticia vỗ vỗ ngực ngẩng đầu, gặp đứng trước mặt là cái màu da ngâm đen nữ nhân, chỉ mặc điều bikini cùng quần đùi, hoặc nhìn đỉnh tuổi trẻ, nhưng là trên má một đạo thật dài đao sẹo phá hủy nguyên bản cùng giả gợi cảm. Nàng cùng nữ nhân không tiếng động đối diện. Ôi! thủ mạnh bị nhân bỏ ra, Leticia gắn sức điểm vừa tiêu thất, phanh một tiếng vững vàng ngã trên mặt đất, cùng ngân đau hào đến cái lần đầu gặp mặt ôm ấp. Mary rụt tay về đánh cái rùng mình, tổn thọ. Thế nhưng gặp được cái sẽ nói tiếng người. Isaac ôm Leticia thắt lưng đem nàng nhắc đến, chỉ chỉ đang định miêu thắt lưng trốn nữ nhân. Đó là Mary Côn Văn, trên thuyền cái thứ hai có thể nói, ta không ở trong lời nói có thể tìm nàng không phải có thể nói, là sẽ nói tiếng phổ thông. Đại thủ lĩnh ngươi thật sự nên hảo hảo học học. Mặt sẹo nữ nhân hai tay chống nạnh đã đi tới, luận ngữ ngôn trình độ, ta muốn xưng thứ hai trong lời nói ai dám xưng thứ nhất. Isa Tổng cộng cũng tài hai người sẽ nói mà thôi. Đi thôi tiểu công chúa, ta mang ngươi đi trên đảo đi dạo. Mary triều Leticia ngoắc ngoắc tay, dẫn đầu đi ra ngoài. Nàng theo sau vài bước, lại tìm thức quay đầu lại, gặp Isaac còn đứng ở tại chỗ. Trên mặt vẫn cứ cứng rắn không có biểu cảm, nhưng hắn tự hồ tưởng vương tay nói chuyện, dừng một chút lại thu trở về. Ngân đao hào đảo nổi theo xa xa xem đã đại kinh người, đi lên đi liền hoàn toàn giống như mê cung giống nhau. Leticia xem xoay quanh ở chính mình đỉnh đầu phi điểu, còn có một chút liền lưu lại ở rắc rối khó gỡ nóc nhà thượng, nhìn ra được tới là nuôi nhân tạo. Bên kia là rượu ốc, bán ra sở hữu ngươi có thể nghĩ đến hảo rượu, bất quá lấy đáng giá gì đó đổi. Bên cạnh là hát quán ba, cũng bán rượu, bất quá bán càng còn nhiều mà thời gian. Này đảo nổi bên trong thế nhưng còn có ngã tư đường, các loại tiểu điếm mặt đầy đủ hết. Mary mang nàng lòng vòng dạo quanh, nhìn ra được đến nàng đối này phụ cận rất quen thuộc. Lui tới người đi đường rất nhiều, nhìn đến các nàng đều được chú mục lễ, tò mò có, kiên kỵ cũng có nhìn đến cái kia quải hồng mành tiểu điếm sao, cái kia địa phương đối công chúa điện hạ mà nói nhưng là tối kỵ. Mary cười xấu xa, nhẹ nhàng đem ngón trỏ để ở môi giang. Tiểu công chúa đi vào, sẽ bị ăn nhất, can, nhị, tịnh. Leticia nhíu nhíu mày, cảm giác nữ nhân này không cái đứng đắn, dùng hoàng gia lễ giáo mẹ trong lời nói mà nói chính là. thuộc nữ khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, tương lai xuất giá không có người muốn. Mary liếc mắt nàng dẫn theo làng váy ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu toái bước bộ dáng. Nói, người tính toán mặt này thân công chúa tiểu váy tới khi nào? Trên thuyền cũng không giống trong hoàng cung như vậy sạch sẽ, nơi này mỗi người đều phải làm việc, cũng không có người hầu hầu hạ ngươi. Leticia yên lặng đem ren tay áo vãn tới tay khuỷu tay đã ngoài. Ta không cần thiết người hầu. Sơ đại hoàng đế đã bại trùng tộc thành lập quốc gia khi, cũng không có kim xoa ngân thì ly thủy tinh. Mary theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng thật dài ân, không nói gì. Đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi đi đổi thân quần áo. Mary đến hưng trí, thân thủ câu nàng bờ vai hướng một bên túm, Leticia tùy nàng đi rồi vài bước, lại ngẩng đầu khi trước mắt chính là một trương lòe loẹt môn bài. Không phải muốn thay quần áo sao, vì sao đến trong quán ba đi? Ngươi thay quần áo, ta mua chén uống rượu, hai ta phân công nhau hành động. Mary đánh ha ha bên trong tối như mực, ba ngày ban mặt không có bật đèn, chỉ có xuyên thấu qua cửa sổ lăng khe hở mấy luồng ánh sáng chiếu tiến vào. Leticia muốn rất cẩn thận đi tài năng cam đoan không thải đến thượng chai rượu cùng bình rượu. Này gian quán ba thật nhỏ, trung ương là một cái vòng tròn vòng tròn quầy ba, ngoại sườn bãi một vòng ghế, còn lại địa phương đều là không, trải rác phóng chút rác. Nói thật, đây là nàng lần đầu tiên đến gần bình dân chỗ ăn chơi, này tự hồ so với tưởng tượng còn muốn thú vị. Nơi này ban ngày là không có người, buổi tối buôn bán trong lời nói sẽ rất náo nhiệt. Mary lắc lắc thí, cổ đi đến quầy ba một bên đỡ căng ống tuyếp dạo qua một vòng, thế nào, muốn hay không cùng đại thủ lĩnh cùng nhau đến ngoạn. Isaac cũng thường xuyên tới sao? Nàng hỏi. Không, hắn nhưng là một cái sẽ không cười cũng sẽ không ngoạn nhạc nam nhân, bạch bạch lãng phí kia khuôn mặt. Mary khoát tay bất đắc dĩ nói. Sẽ không ngoạn sao? Leticia nghĩ rằng, hắn ở trong phòng biểu hiện ra ngoài cũng không phải là như vậy. Lúc này theo quầy ba mặt sau thăm dò một cái tiểu đầu, là cái mười mấy tuổi người da đen tiểu nam hài, hắn thật cẩn thận trốn tránh không chịu xuất ra, nhưng lại nhịn không được vụn trộn xem nàng. Leticia mỉm cười chào hỏi. Ngươi hảo. Mary dùng phương ngôn nói một câu, kia tiểu nam hài tài đi ra đây là trong quán ba tiểu tiểu nhị nặc mộc người da đen nam hài ánh mắt lượng tinh tinh ở ngâm đen trên mặt giống hai khỏa sao hắn lôi kéo Leticia thủ đi đến quán ba hậu trường bên trong có rất nhiều treo đầy quần áo cái giá nơi này là buổi tối biểu diễn dùng buồn thay đồ coi như cho ngươi mượn Mary chính mình tìm cái cái chai ngã một chén rượu đoan nơi tay thượng, thích ý ngồi ở một bên uống lên. Nặc một cấp Leticia tìm ra rất nhiều có thể mặc quần áo, nàng tuyển điều phổ thông chất liệu tay áo dài áo trong phía dưới đáp là phương tiện hoạt động quần bò ta tiểu đáng yêu ngươi mặc thành như vậy muốn thế nào câu dẫn đại thủ lĩnh hắn sẽ cho rằng ngươi là cái nam hài mary đi tới phiên phiên giá áo xem này bộ sẽ không sai leticia nhìn nhìn nàng trong tay kia bộ tam điểm thức bikini cùng nàng trên người bản thân mặc giống nhau hay dùng dây thường xuyến mấy khối vải dệt mà thôi cảm tạ ta không nóng Mary thấy nàng cự tuyệt, ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Leticia lúc này chính đem váy cởi ra, lộ ra bên trong váy lót cùng áo ngực, thắt lưng tế chân dài làn da đấu tuyết. B. C. C. Leticia xem Mary vẻ mặt không thể tin, yên lặng ô nhanh ngực. Theo quán ba thay đổi quần áo xuất ra về sau, Mary đại khái tồn tâm tư mang nàng quen thuộc tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt hoàn cảnh, chuyên chọn nhân nhiều lại tạp địa phương đi. Người đi đường đối với các nàng chú một lễ cũng không có chút giảm bớt, bất quá cũng may đều là thiện ý. Ngân đao hào kiến trúc thượng tầng tổng cộng có 15 tầng, khoang thuyền dưới còn có người ở lại, bất quá ngươi đừng đi là được rồi, chủ đảo nổi cùng thuyền nhỏ không giống với, có thể sánh bằng ngươi tưởng phức tạp nhiều. Mary nói như vậy. Nơi này mỗi người đều có công tác, thủy thủ, duy tu công, vất công, gieo trồng giả, chăn nuôi giả, trừ phi mạo điệp lão nhân cùng đứa bé, nếu không cũng không bị nuôi không sống nhân tồn tại. Mary miệng ngậm điếu thuốc, sương khói lượng lờ hạ có vẻ trên mặt nàng đau sẹo như vậy rõ ràng, không riêng gì mặt, nàng trên người, trên đùi, trên tay tất cả đều là các dạng đau ngấn cùng thương thương. Vậy ngươi là làm cái gì? Ta phụ trách toàn thuyền quan trọng nhất công tác, tu bổ lưới đánh cá, phá lậu đều là ta bổ. Mary mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, Leticia xem nàng kia phó bộ dáng, nàng phải tin nàng chính là con chó nhỏ. Các nàng dọc theo của kỹ mục thiết thang lầu một tầng một tầng hướng lên trên đi, càng lên cao phòng ở càng là mới tinh xinh đẹp, nơi này đại khái cũng cùng phổ thông thành thị giống nhau, tồn tại cơ bản nhất bần phú trên lệch. Ánh mắt thoáng nhìn, Leticia tự hồ nhìn đến một mảnh xanh biếc sắc. Ở trên cùng một tầng phòng ốc đỉnh đầu, là bằng phẳng mặt đất, bên cạnh sinh trưởng tràn đầy thảo diệp đều lan tràn xuất ra, giống cái ở ngân đao hào trên người lục thảm. Tầng đỉnh ánh mặt trời tối đầy đủ địa phương, dùng để gieo trồng hoa màu, bất quá thổ địa diện tích quá nhỏ, về điểm này này nọ không đủ đại gia tắc hàm răng. Mary lôi kéo Leticia đứng lại nhất tảng đá làm trên ban công, điếm chân hướng lên trên xem. Không có lộ có thể thông hướng tầng đỉnh, người bình thường cũng không thể đi lên, nơi đó có chuyên môn ống dẫn dùng để vận chuyển này nọ, cho nên ngươi xem là đến nơi. Tầng đỉnh đại khái có mấy trăm thước vuông diện tích, tất cả đều là lục ẩn ẩn hoa màu mạ. Mà. Trung ương là một gốc cây phi thường phi thường lớn thụ, dựa vào ngân đao hào thuốc viện song sinh trưởng, rễ cây luôn luôn cúi đến tối hạ tầng sàn tàu lý, tán cây lại muốn bay đến thiên đi lên, tươi tốt lá xanh dấu ấm hạ là nhất đống tiểu sắc lá phòng ở. Leticia nhìn thấy một cái câu lũ lão nông xoay người làm cỏ, không cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là cái bù nhìn nha, đó là phụ trách gieo trồng lão dắt, hắn có một tay rất lợi hại tài nghệ, giống như có thể cùng thực vật nói chuyện, nhưng hắn bản nhân là trời sinh tai điếc. Mary thuận miệng giải thích nói, gặp Leticia ánh mắt có chút ngốc. Tiểu công chúa, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy loại kém người sao? Cái kia lão nông đội đấu lạp mặt của bố y, nguyên bản không có gì ngạc nhiên, nhưng là Leticia cố tình liền xem thấy hắn trên mu bàn tay lộ ra đến làn da, cùng trên cầm giống nhau, dĩ nhiên là lục sắc. Chương 10 Đệ thập dọc thủy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đệ thuốc nước bạc hà Ngươi chưa thấy qua loại kém nhân Mary nhìn đến nàng trên mặt kinh ngạc biểu cảm Yên tâm đi, lão dắt là trời sinh ra màu lục Trừ lần đó ra hắn sẽ không cắn người Leticia lại nhìn kia lão nông hai mắt Ta tương đối ngoài ý muốn chính là ngươi nhóm thế Nhưng nhận hỗn huyết nhân chủng ta cho rằng hiện tại đã rất khó tìm đến người như vậy. Mary đem đầu mẫu thuốc lá hướng chuyên khâu lý nhất quăng, lại thải mấy đá. Mặc dù có trùng tộc gen, nhưng bị kêu là loại kém nhân không là bọn hắn bản nguyện. Lão dắt cả đời độc lai độc vãng, đến già đi chúng ta khiến cho hắn trụ ở trên thuyền gieo trồng, cũng coi như có cái quy túc. Gặp Leticia biểu cảm cứng ngắc, Mary ý vị thâm trường xem nàng. Thế nào, ngươi chán ghét loại kém nhân? người sau sửng sốt hạ lắc đầu cũng không tính đi này tinh cầu mới bắt đầu trừ bỏ nhân loại ở ngoài còn có một chi cường đại cao trí tuệ chủng tộc trùng tộc chúng nó còn giữ lại nguyên thủy cách sống tuần hoàn động vật bản năng thả thân thể sức chiến đấu thập phần cường đại sau này trùng tộc xâm nhập nhân loại quốc thổ tàn sát không ít người thế kỷ đại chiến sau sơ đại đế vương dùng xong hủy diệt tính vũ khí tài tiêu diệt chúng nó thành lập thống nhất đế quốc nhưng này khi về sau, có số ít cảm nhiễm trùng huyết nhân loại đã bị bách mang theo thượng trùng tộc gen, bởi vì gen là không thể tiêu, trong đám người xuất hiện tiểu phạm vi biến dị, cũng chính là loại kém nhân. Bọn họ vừa không bị nhân loại nhận, cũng không thuộc loại trùng tộc, không có người nguyện ý cùng bọn họ tổ kiến gia đình, địa vị thấp kém bị chịu kỳ thị, dần dần trở nên thập phần rất thưa thớt. Các nàng hai người dọc theo cầu thang đi xuống dưới, Mary lặng lẽ quan sát nàng biểu cảm cố ý nói. Kỳ thật loại kém nhân cũng không như vậy không tốt, bọn họ thân thể tố chất so với người bình thường cao, sức sống cũng càng ương ngạnh, kia phương diện cơ năng khả năng cũng thực cường. Ân. Ừ. Nhưng mà Leticia rõ ràng đối trùng tộc hỗn huyết nhân trọng tâm đề tài không có gì hứng thú, nàng nhảy vài bước chạy mau hạ cầu thang. Kế tiếp chúng ta đi thế nào? Nàng quay đầu hỏi. Mary cúi xuống, làm bộ ho khan chuyển mở ánh mắt. Cái kia, ta nhớ tới ta còn có hai trương võng không bổ, ta này hãy đi về trước A. À. Leticia sửng sốt, xoay người mới nhìn gặp Isaac không biết cái gì thời điểm xuất hiện, mặt không biểu cảm đứng lại một bên. Nếu không nói chuyện, hắn liền cùng cái tượng thạch cao giống nhau. Ngươi là theo tung cùng sao, ngươi làm sao mà biết ta tại đây? Sớm như vậy trở về đi, ta còn chưa có xem xong đâu. Leticia căm giận nhiên kháng nghị nói. Isaac nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ điện tử. Khoảng cách ngươi dạo hoàng ngân đao hào còn có hai thiên mười ba mấy giờ, cự ly thiên hắc còn có một giờ. Nào có như vậy tính. Tịch dương tây tà, nàng bị Isaac cắt cao túng, hai người thân thể lôi ra tinh tế thật dài bóng dáng. Mary đứng ở phía sau, ý vị thâm trường xem hai người khiên ở cùng nhau thủ. Chật chật. Đi thăm lâu như vậy, Tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận đế quốc hoàng quyền đã sớm là cái không xác tử, bất quá thấy ngân đao hào thành thục thành thị hệ thống không thừa nhận cũng không được. Nàng ở lại 18 năm nho nhỏ đảo nhỏ còn không bằng này thuyền giống quốc gia. Nhiều như vậy phòng, kỳ thật ta có thể một mình trụ nhất ốc, hoặc là cùng tiểu bằng hữu khác tệ nhất tệ cũng là có thể. Leticia lay khung cửa kéo dài, ác liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, một tay lấy nàng cô trụ kéo vào đến, đừng loạn suy nghĩ. Hắn đem nàng đổ lên trong phòng, Leticia lấy lại tinh thần mới phát hiện, này phòng thế nhưng xuất hồ ý lưu đại. Trừ bỏ phòng khách cùng phòng ngủ, to như vậy trong toilet thế nhưng còn trang bị bạch từ bồn tắm lớn. Đáng giận, trong hoàng cung đều không nhiều như vậy nước ngọt khả dùng. Bọn họ trên thuyền thế nhưng có thể tắm bồn. Vấn đề là, này tú ngân tuyến rèm cửa sổ, phô sàn da lông thảm, kim hoa ngân hoa đá quý điếu trụy, này quá đáng hoa lệ phong cách cùng vị này đại thủ lĩnh cũng không xứng đôi a đây đều là ngươi bố trí liticia nắng vuốt trên bàn màu vàng giả hoa hỏi không trước đây lưu lại isaac đem trên lưng bội kiếm quải đến trên vách tường cương xoa cũng đặt ở một bên sau đó ngồi ở trước bàn không biết xử lý nổi lên sự tình gì liticia thừa dịp hắn không chú ý bắt đầu lặng lẽ đánh giá khởi này gian phòng ở đầu giường vách tường trung gian quải cái dương đầu lâu, hoặc nhìn có chút tuổi đời, hai bên đều là các màu chiến lợi phẩm, bay trên trời thượng chạy đều có, nàng ngắm một vòng, thế nhưng còn phát hiện một phần tấm da dê phiếu lên hoàng thất huy hiệu. Này ngoạn ý là nàng phụ hoàng tại vị khi ban phát, 36 cái đại thủ lĩnh nhân thủ một phần, cùng loại cho trấn an tính chất ngân phiếu khống. Leticia đến gần đến nhìn nhìn, mặt trên viết là ban phát cấp dũng mãnh thiện chiến ngân đao hạm đội đại thủ lĩnh. Giáp. Nàng thực xác định mặt trên tên không phải Isaac. Leticia nhu nhu cầm, có lẽ tiền nhậm lão thủ lĩnh ở không biết cái gì thời điểm đã từ nhậm thôi. Nàng ở bên cạnh đông xem tây xem, mạnh quay đầu, đột nhiên thấy hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm nàng xem. Leticia liền phát hoảng. Có việc sao? Isaac hai tay chống cầm hít mắt xem nàng váy. Leticia cúi đầu xem xem trên người bản thân mặc áo trong cùng quần bò, giải thích nói. Nha, bởi vì hành động không có phương tiện cho nên mới đổi điệu, là Mary mang ta tìm địa phương. Đẹp mắt. Hắn yên lặng gật gật đầu nói. Cảm ơn. Hai người ông nói gà bà nói việc trao đổi, dần dần, Leticia cảm giác ánh mắt hắn có chút quái, rõ ràng là cái không có biểu cảm gì mặt thang, bị hắn nhìn chăm chú khi lại luôn cảm thấy phía sau lưng chiếc bông rõ ràng phòng thực rộng mở nàng lại cảm giác hẹp hòi đè nén hô hấp không đi tới cái kia ta dạy cho ngươi nhận được chữ đi ngươi hiện tại có thời gian sao leticia giả vờ giả vịt dạo qua một vòng lại đi đến hắn cái bàn trước mặt isa ắt ánh mắt cũng theo thân ảnh của nàng hoạt động nghe nàng nói về sau vương tay. đi lại Leticia do dự bán dây, vẫn là dắt hắn. Người này bàn tay lại đại lại ấm áp, bỗng chốc đem nàng kéo đến trước mặt, ấn tại bên người trên ghế. Nàng trước mặt to lớn một trên bàn bãi đầy đủ giấy bút thiết bị, giá trị xa xỉ, bất quá xem kia rơi xuống bụi bộ dáng cũng không giống như là dùng qua, lấy đến luyện tự rất xa xỉ. Isaac trong tay có nhất đài điện tử dụng cụ, mặt trên vừa vặn có nhất thiên năng nguyên hạch toán báo cáo, Leticia lấy đi lại nhìn nhìn này từ phương ngôn thế nào đọc? Bố lỗ khò khè. Này rõ ràng là niệm năng nguyên chuyển hóa dẫn, các ngươi là thế nào phát minh ra như vậy phương ngôn? Theo ta niệm, Leticia. Nàng ở trên màn hình chậm rãi viết xuống tên của bản thân. Isaac nhìn một hồi, đông cứng theo nàng khoa tay múa chân lại nhắc tới. Lệ đế. Thiến kéo. Nhất bút nhất hoa, quy hợp quy tắc chỉnh. Leticia học vài lần rốt cục nói được giống dạng hắn ngẩng đầu biểu cảm lăng lăng xem nàng tuổi trẻ nam nhân màu da ngâm đen nhưng sáng ngời trong đôi mắt giống như ẩn chứa cả một phiến hải dương a à, thế nào cảm giác như vậy nóng nàng lặng lẽ hô xả giận lấy tay ở gò má bên cạnh phẩy phẩy phong xem ra phải nhanh điểm tìm kiếm chạy đi cơ hội như vậy đi xuống không thể được đêm nay nàng hãm ở mềm mại xỏa tung trong chăn người bên gối mặt triều nàng nằm tiếng hít thở từ từ có thể nghe, mạnh mẽ hữu lực cánh tay để lại ở nàng bên tai. Phía trước lâu như vậy, Leticia luôn luôn làm Isaac là không khí, cho dù ở trên một cái giường ngủ cũng là đồng sàng dị mộng. Đêm nay không biết như thế nào, nàng thế nhưng trợn tròn mắt đến hừng đông. Ngày thứ hai buổi sáng, Mary thay đổi thân bikini, nằm ở trên sàn tàu phơi nắng. Nàng dưới thân là một trương gấp bờ cát ỉ, bên người thả chén đại trác ti, trên đùi cái điều. Phá lưới đánh cá, nàng đang ở giả vờ giả việc bổ động. Nhìn đến Leticia đi tới, nàng xa xa huyết sáo. Hắc mỹ nhân, buổi tối đến ta ngủ sao? Leticia nghe được ngủ này hai chữ liền cả người kỳ quái, nhịn không được trà sát cánh tay. Đừng nói giỡn. Mary Ha cười ha ha đứng lên, không một hồi đứng lên ném xuống lưới đánh cá. Đi thôi, hôm nay mang ngươi xem chút không đồng dạng như vậy. Đây là trên biển vớt bài tập nghi, đó là trên biển tuần tra khinh hình điện năng cơ động Cano, sau đó này giấu ở bên trong là trên biển tự vệ an toàn đạn đạo hệ thống. Các nàng dọc theo công tác bận rộn mép thuyền đi tới, Leticia xem trước mặt một trận giá to lớn thả theo chưa thấy qua máy móc ngẫn người. Xin nhờ nói chút ta có thể nghe hiểu danh từ. Nàng lần đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự đọc đủ thứ thi thư. Đơn giản mà nói chính là máy móc cánh tay chạy bằng điện cano cùng xương cá. Thuyền sát thượng bộ tuy rằng bị chi chít ma mật phòng ốc che giấu, nhưng là sàn tàu cùng thân thuyền thượng lại đều phân bố có các màu hình dạng họng súng pháo khẩu. Bọn họ đem an toàn hệ thống gọi chung vì xương cá, nhưng là ngân đao hào uy lực so với lưu ngư hào đến nhất định chỉ cường không kém. Hai người dọc theo bài tập liên đi lại, bỗng nhiên tiền phương một mặt ngoại khoang thuyền cửa mở ra, Leticia tập trung nhìn vào, một đạo màu đỏ bóng dáng phút chốc bay xuất ra. Nha, đó là máy móc động lực nhân hình đối địch võ trang từng binh sĩ bọc thép, tiếng người kêu kia giáp. Mary thân cái lười thắt lưng nói. Này giá bay ra đến màu đỏ kỳ thể cùng ở lưu ngư hào thượng nhìn đến không giống với, toàn thân tứ chi thon dài giống như nhân loại, hẹp thắt lưng tiểu đầu, cầm trong tay cũng không phải cái gì ngư xoa, mà là hai can súng máy. Khi giáp chia làm trên biển bài tập cơ hình cùng chiến đấu cơ hình, ngươi rất vận khí A, này giá là chiến đấu cơ hình, nó là xuất ra làm định kỳ thử phi hành. Mary nói xong, đứng lại mép thuyền biên xem kia màu đỏ kia giáp kề sát mặt biển phi hành. Bên người Leticia lại một lần ngây dại. Khi giáp có được tác chiến thiết bị, có thể đang nhân thao tác cũng phi hành. Nàng cơ hội tới, chỉ cần có thể trộn được một trận khi giáp, không cần chờ đến hải lưu giao dịch, nàng là có thể chính mình rời đi ngân đao hạm đội khi đó vận mệnh của nàng không cần bị bất luận kẻ nào nắm trong tay có thể sử dụng nàng chỉ có tự do tác giả có chuyện muốn nói nam chủ là hỗn huyết nhân chủng